Y đạo quan đồ, Trương Nhất Trâm. Chương 2546, đổi trắng thay đen 3. Cao Trọng Hòa nói, Sơn Giã Nhã Mỹ không hề vi phạm pháp luật của nước tôi cũng có thể nói rõ ràng với anh. Tối hôm qua không phải là hành động cảnh phương chúng tôi bố trí. Hành động tối hôm qua do Cục Quốc an chỉ huy, ở hiện trường tiệc tối bắt được người Nhật gốc Hoa dùng tên giả là Lưu Vãng Sinh. Tên thật của hắn là An Đức Hằng, là người có liên quan tới rất nhiều án kiện phạm tội ở Trung Quốc, Đài Loan và Hồng Kông. Quốc an mời Sơn Giã Nhã Mỹ tới trụ sở, chỉ là để hiệp trợ điều tra. Võ Trực Chính Giã nói, anh là nói Lưu Vãng Sinh là An Đức Hằng dùng tên giả. Cao Trọng Hòa gật đầu nói, An Đức Hằng là tội phạm quan trọng, người này chẳng những liên quan tới rất nhiều án kiện hình sự, hơn nữa còn gây nguy hiểm tới an toàn của quốc gia, cho nên Cục Quốc an mới tham gia điều tra. Võ Trực Tiên Sinh, tôi hy vọng quý quốc có thể giải thích hợp lý về chuyện An Đức Hằng làm sao có được quốc tịch của quý quốc. Võ Trực Chính Giã nghĩ thầm, anh hiện tại đang trả đũa hả? Tôi còn chưa truy cứu trách nhiệm của anh đã trách hỏi tôi trước rồi. Võ Trực Chính Giã nói, Cao Thính, về chuyện của người này tôi sẽ lập tức đốc thúc trong nước tiến hành điều tra, tôi hiện tại là muốn nói về chuyện của Sơn Giã Nhã Mỹ, tối hôm qua cô ta sau khi tiếp nhận điều tra, trên đường trở về Lâm Thăng thì xảy ra tai nạn xe cộ, xin hỏi hiện tại thương của cô ta như thế nào rồi? Cao Trọng Hòa nói, cô ta trong tai nạn xe cộ bị trọng thương. Nhưng đã trải qua phẫu thuật khẩn trương, tính mạng được bảo đảm, trước mắt đang ở bệnh viện thành phố Đông Giang, nhân viên y tế của chúng tôi đang quan sát tình huống sau phẫu thuật của cô ta. Võ Trực Chính Giã nói, sau khi Sơn Giã Nhã Mỹ phát sinh tai nạn xe cộ, người nhà và bằng hữu của cô ta tới bệnh viện muốn thăm hỏi, lại bị cảnh phương cản lại, Cao Thính có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Cao Trọng Hòa nói, đây không phải là tai nạn bất ngờ. Võ Trực Chính Giã hơi ngẩn ra. Hắn cũng không ngờ Cao Trọng Hòa dám ngang nhiên thừa nhận chuyện này trước mặt mình. Cao Trọng Hòa nói, chúng tôi đã bắt được lái xe gây tai nạn, căn cứ vào khẩu cung trước khi hắn chết, có người thuê hắn chế tạo tai nạn xe cộ này. Võ Trực Chính Giã cả kinh, người nào? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cao Trọng Hòa nói, người Nhật Bản, đây là người Nhật Bản báo thù nhau. Võ Trực Chính Giã rốt cuộc không kiềm chế được tức giận trong lòng. Hắn lớn tiếng nói, Cao Thính, anh có chứng cứ gì mà nói chuyện này là người Nhật Bản làm? Cao Trọng Hòa nói, không có chứng cứ thì tôi sao lại nói vậy? Tôi cả đời làm cảnh sát, tôi làm việc luôn căn cứ vào chứng cung, Võ Trực Tiên Sinh không tin tôi ư? Được, nếu như anh có thời gian thì tôi không ngại cho anh nghe lời khai của nhân chứng trước khi chết. Võ Trực Chính Giã nhìn Cao Trọng Hòa, theo tôi được biết thì Sơn Giã tiểu thư ở trong nước không có cửu nhân. Cao Trọng Hòa nói, đại sứ tiên sinh hiểu Sơn Giã tiểu thư như vậy ư? Võ Trực Chính Giã có chút không vui vì những lời này của y, nhíu mày, Cao Thính có ý gì? Cao Trọng Hòa nói, căn cứ vào tình huống tôi trước mắt tìm hiểu được, Sơn Giã tiểu thư nói cô ta chưa bao giờ gặp An Đức Hằng, nhưng trên thực tế An Đức Hằng lại là khách quý của cô ta trong tiệc tối ngày hôm qua, chúng tôi tiêu phí một số công phu, tìm được Lưu Vãng Sinh, cũng chính là An Đức Hằng. Căn cứ vào lời hắn nói thì hắn và Sơn Giã tiểu thư đã quen nhau hơn một năm, còn có quan hệ làm ăn, phần lớn sinh ý của An Đức Hằng này ở Hong Kong là không thể ra ngoài ánh sáng. Võ Trực Chính Giã vẻ mặt ngưng trọng, Cao Thính, nếu như An Đức Hằng là tội phạm như anh nói, như vậy lời khai của hắn có bao nhiêu thành phần đáng tin? Cao Trọng Hòa nói, chúng tôi tìm hiểu được uyên nguyên của Sơn Giã tiểu thư và An gia không đến mức đó, đại sứ tiên sinh chỉ sợ không biết đấy thôi, cô ta và An Đạt Văn. Cháu của An Đức Hằng từng có một đoạn tư tình, chính là vì cô ta chen chân vào hôn nhân của An Đạt Văn, cho nên mới làm cho hôn nhân của An Đạt Văn tan vỡ. Võ Trực Chính Giã nói, Thính trưởng Cao, tôi không có hứng thú với tình cảm cá nhân của cô ta, tôi hy vọng Cao Thính có thể sáng tạo tiện lợi, để người nhà và bằng hữu của Sơn Giã Nhã Mỹ có thể thăm hỏi cô ta. Cao Trọng Hòa nói, tôi có lý do tin an toàn cá nhân của Sơn Giã Nhã Mỹ vẫn bị uy hiếp, để bảo hộ an toàn cho cô ta. Chúng tôi đã tăng cường cảnh lực tinh nhuệ nhất ở bệnh viện thành phố Đông Giang. Võ Trực Chính Giã nói, ý tứ của Cao Thính là cự tuyệt không cho chúng tôi thăm hỏi. Cao Trọng Hòa lắc đầu, các anh đương nhiên có thể thăm hỏi, nhưng phải để cảnh phương đi cùng toàn bộ quá trình. Nguyên Hòa Anh Minh tới bệnh viện tư nhân Đông Giang thăm Sơn Giã Nhã Mỹ dưới sự giám thị của cảnh sát, nhìn thảm trạng của Sơn Giã Nhã Mỹ sau khi trọng thương, Nguyên Hòa Anh Minh không nỡ nhìn, hắn tới bên giường. Vươn tay ra nắm tay Sơn Giã Nhã Mỹ, nhẹ nhàng gọi tên cô ta, hộ sĩ ở bên cạnh nhắc nhở tiên sinh, Sơn Giã tiểu thư vẫn đang trong cơn hôn mê.
Nguyên Hòa Anh Minh bất mãn nhìn cô ta một cái, hộ sĩ bị ánh mắt lạnh thấu xương của hắn dọa, Nguyên Hòa Anh Minh cúi đầu lưu ý tới nhẫn trên tay Sơn Dã Nhã Mỹ, nhẫn đó là tín vật đính ước hắn tặng cho cô ta. Nguyên Hòa Anh Minh ở lại 10 phút thì cảnh sát liền bắt đầu thúc giục hắn rời khỏi. Khi rời khỏi phòng giám hộ, một gã cảnh sát đưa một cái túi cho hắn, đây là vật phẩm tùy thân của Sơn Dã Nhã Mỹ khi xảy ra tai nạn, anh kiểm kê một chút đi. Nguyên Hòa Anh Minh gật đầu, cầm lấy túi. Nguyên Hòa Anh Minh đi ra khỏi tòa phòng binh, tới bãi đỗ xe thì lập tức lên một chiếc Acura, người chờ hắn bên trong xe là Tỉnh Thượng Tĩnh. Tỉnh Thượng Tĩnh sau khi hắn lên xe thì vỗ nhẹ tay hắn, nói khẽ, lái xe. Trên lầu ba đối diện, Lệ Phù đang thông qua kính viễn vọng giám thị nhất cử nhất động của Nguyên Hòa Anh Minh, cô ta cầm bộ đàm rồi nói khẽ, Nguyên Hòa Anh Minh lên ô tô của Tỉnh Thượng Tĩnh, theo dõi bọn họ, cẩn thận một chút, đừng để bị bọn họ phát hiện. Nguyên Hòa Anh Minh mở túi ra, nhìn thấy vật phẩm dính vết máu bên trong lòng hắn rất đau xót, nhanh chóng đóng lại, tay phải che miệng, cố gắng khống chế tình cảm của mình. Tỉnh Thượng Tĩnh tiếp lấy túi từ trong tay hắn, từ bên trong ngực lấy ra một cái máy dò, quét bốn phía, xác định bên trong không có thiết bị theo dõi mới đưa cho người ngồi ở ghế phụ. Người Nhật Bản đó đã chuẩn bị thiết bị phân tích xét nghiệm, bắt đầu tiến hành phân tích mẫu máu dính trên vật phẩm. Ô tô chạy được nửa đường thì hắn xoay người gật đầu với Tỉnh Thượng Tĩnh, tương xứng. Tỉnh Thượng Tĩnh gật đầu, lái xe phía trước nói, có ba chiếc xe đang luân phiên tiến hành theo dõi chúng ta. Tỉnh Thượng Tĩnh khinh thường cười một tiếng, đưa túi lại cho Nguyên Hòa Anh Minh. Nguyên Hòa Anh Minh nói, Nhã Mỹ bị thương rất nặng, là cô ta. Tỉnh Thượng Tĩnh chỉ quán cà phê phía trước, anh xuống xe ở đó. Tỉnh Thượng Tĩnh khi trở về cư tử Úc thì đã có người ở đó chờ hắn, là lão hữu của hắn Trung Đảo Xuyên Thái. Tỉnh Thượng Tĩnh ngồi xuống đối diện Trung Đảo Xuyên Thái. Trên mặt Trung Đảo Xuyên Thái lộ ra vẻ khẩn trương, như thế nào rồi? Tỉnh Thượng Tĩnh thở dài, tôi có thể phải rời khỏi một đoạn thời gian. Trung Đảo Xuyên Thái nhíu mày, tình huống của Sơn Dã Nhã Mỹ thế nào? Tỉnh Thượng Tĩnh lắc đầu, cô ta xảy ra tai nạn xe cộ, trước mắt đã phẫu thuật xong ở bệnh viện thành phố Đông Giang, chắc đúng là cô ta. Trung Đảo Xuyên Thái nói, rốt cuộc là ai đã xuống tay với cô ta? Tỉnh Thượng Tĩnh đang định lên tiếng thì cửa phòng vang tiếng gõ, vợ hắn Mỹ Huệ Tử đưa trà tới. Hai người vì thế không nói nữa, Mỹ Huệ Tử ngồi xuống, thủ pháp rất thuần thục ngâm trà cho họ, rồi dùng động tác mời uống. Trung Đảo Xuyên Thái cung kính cúi người với cô ta, nói khẽ phiền cô rồi. Mỹ Huệ Tử không đi, trên khuôn mặt phủ lên một tầng sát khí, phía Trung nói thế nào? Tỉnh Thượng Tĩnh nói, căn cứ vào tin tức vừa mới nhận được thì phía Trung nói tai nạn ô tô là do có người chế tạo, lái xe chế tạo ra tai nạn ô tô đã tử vong tại đương trường, căn cứ vào lời khai trước khi chết thì là bị người Nhật Bản nào đó sai khiến. Mỹ Huệ Tử lạnh lùng nói, chỉ chẳng qua là bọn họ muốn chối bỏ trách nhiệm mà thôi. Cô ta tự rót một ly, nhấp một ngụm rồi nói, từ khi Từ áp dụng hành động với An Đức Hằng, đã không khó đoán, đám người đó của Quốc An đã nhằm vào hắn rất lâu rồi. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, vừa rồi trên đường về, có xe lạ theo dõi. Mỹ Huệ Tử nhẹ nhàng đặt cốc trà xuống, Trương Dương là giả vờ, giữa hắn và Quốc An chắc có hợp tác, tối hôm qua tới thôn suối nước nóng Hòa Phong, mục đích chính là di rời sự chú ý của chúng ta, anh có lưu ý tối hôm qua hắn đã đánh An Đức Hằng một quyền hay không? Tỉnh Thượng Tĩnh gật đầu, hắn tràn ngập lo lắng, tôi hiện tại lo lắng nhất chính là An Đức Hằng sẽ nói lung tung. Mỹ Huệ Tử nói, đối với anh mà nói, Đông Giang không còn là nơi nên ở lâu, anh hay là mau chóng trở về trong nước, đợi tình huống ổn định rồi tính. Trung Đảo Xuyên Thái nói, chuyện Sơn Dã Nhã Mỹ bị thương không phải là nhỏ, nếu như Sơn Dã quân biết, hắn nhất định sẽ liều lĩnh tới thăm. Chương 2547, đổi trắng thay đen 4. Mỹ Huệ Tử nói, nếu như hắn đến thì chẳng phải là trúng bẫy của đám người đó ư. Tỉnh Thượng Tĩnh nói, không sai, hiện giờ Nhã Mỹ đã trở thành con mồi trong tay bọn họ, mục đích của bọn họ chính là lợi dụng Nhã Mỹ để dụ Sơn Dã đến. Mỹ Huệ Tử nói, tôi đã sớm nói An Đức Hằng này không thể lưu lại, vì sao các anh vẫn muốn giữ tính mạng của hắn? Tỉnh Thượng Tĩnh nói, hắn vô cùng quen thuộc tình huống của Hong Kong, đối với chúng ta vẫn còn có chút giá trị. Mỹ Huệ Tử nói, giá trị ư, giá trị tồn tại của hắn chính là để lợi dụng, chuyện làm xong rồi thì nên mau chóng tiêu trừ tai họa ngầm này. Tỉnh Thượng Tĩnh và Trung Đảo Xuyên Thái đều cúi đầu, trên mặt hai người đều lộ ra vẻ bất an. Mỹ Huệ Tử nói, có cảm thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử có chút không đúng hay không?
Tỉnh Thượng Tĩnh và Trung Đảo Xuyên Thái liếc mắt nhìn nhau, hai người đều không nói gì. Mỹ Huệ Tử nói, Trương Dương này không thể lưu lại nữa, chuyện hắn gây ra thật sự quá nhiều. Trung Đảo Xuyên Thái nói, võ công Trương Dương cao cường. Chúng ta cũng không phải chỉ một lần bày ra hành động nhằm vào hắn, nhưng cuối cùng vẫn là giết mưa mà về. Mỹ Huệ Tử nói, nếu không thể để chúng ta sử dụng thì phải nhanh diệt trừ hậu hoạn một chút, tôi tuyệt không cho phép chuyện của An Đức Hằng tái diễn. An Đức Hằng từ chỗ Lệ Phù biết được An Đức Minh đã được cảnh sát Hong Kong thành công giải cứu, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Lệ Phù nói, nghe thấy anh ruột mình không sao, có phải trong lòng thư thái hơn một chút hay không? An Đức Hằng nói, ở An gia, hắn và Tiểu Yêu là đối với tôi tốt nhất, hai ngày này tôi đã nghĩ kỹ rồi, vốn tôi cũng không muốn giết hắn. Lệ Phù nói, tránh được thảm kịch tay chân tướng luôn là chuyện tốt. Cô ta đưa cho An Đức Hằng một ly cà phê. An Đức Hằng ý thức được đãi ngộ của mình so với trước đây thì tựa hồ đã tăng lên không ít, hắn cười nói, nếu như cô có thể cho tôi một điếu xì gà, tôi sẽ cảm kích hơn. Lệ Phù nói, nếu như anh có thể hợp tác thật tình thì một hợp cũng chẳng là gì. An Đức Hằng nhấp ngụm cà phê rồi nói, mục đích của cô tôi hiểu, đơn giản là muốn có tình báo từ chỗ tôi. Chờ xong hết rồi thì ai còn quan tâm tới sự sống chết của tôi. Cho nên, giữ lại chút bí mật thì tôi còn có thể sống thoải mái một số ngày. Lệ Phù cười nói, anh nhầm rồi, hiện tại Sơn Giã Nhã Mỹ đã nằm trong sự khống chế của chúng tôi, mục tiêu kế tiếp của chúng tôi là tỉnh Thượng Tĩnh. Nếu như anh hiện tại không nói thì chờ khi bọn họ mở miệng, lời nói của anh cũng không còn giá trị. Nếu như có thể giúp tôi bắt được tên hung phạm thực sự, tôi ít nhất có thể đảm bảo anh không phải chết. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống thì khó tha. Cô anh cho rằng người tự tay hại chết cha và huynh đệ của mình, còn có thể để ý tới sinh mệnh của mình ư? Tóc An Đức Hằng đã bạc hơn không ít, chỉ vài ngày, hắn đã giống như ông già. Lệ Phù nói, Trương Bích Quân đã biết chân tướng từ lâu. Chính là cô ta và đồng lõa của cô ta đã đưa anh vào hoàn cảnh hiện giờ. Chẳng lẽ anh đến giờ vẫn chưa ý thức được là ai hại anh? Còn cho rằng là kẻ thù đang bảo vệ anh ư? An Đức Hằng nói khẽ, cho tôi một điếu thuốc. Lệ Phù gật đầu, rất nhanh bảo trợ thủ lấy tới một hộp xì gà La Habana tốt nhất. An Đức Hằng châm xì gà, dùng sức rít một hơi, sau đó ngẩng đầu lên, dựa vào ghế, qua một hồi lâu mới phả ra một luồng khói trắng, Tiết Thế Luân. Tôi biết là hắn, nhưng hắn lại không ra mặt, vẫn luôn là Trương Bích Quân giúp hắn chuẩn bị tất cả. Bên cạnh Trương Bích Quân có hai trợ thủ rất quan trọng, Nghiêm Quốc Chiêu và Hải Sắt Phu Nhân. Lệ Phù nói, có biết nơi trốn của Nghiêm Quốc Chiêu và Hải Sắt hay không? An Đức Hằng nói, Hải Sắt Phu Nhân và tôi, do Trương Bích Quân giúp giả tạo tử vong, giữa chúng tôi và Trương Bích Quân không hề liên lạc trực tiếp, tất cả quan hệ trên cơ bản đều là thông qua Nghiêm Quốc Chiêu mà tiến hành, phải làm gì đều là Nghiêm Quốc Chiêu trực tiếp hạ lệnh cho chúng tôi. Lệ Phù nói, căn cứ vào tình huống chúng tôi nắm giữ được thì cái chết của Trương Bích Quân có quan hệ trực tiếp tới Nghiêm Quốc Chiêu. Sau khi Trương Bích Quân chết, Nghiêm Quốc Chiêu cũng đột nhiên bốc khói khỏi nhân gian. An Đức Hằng nói, Nghiêm Quốc Chiêu và Vương Triển đều là hạng người khôn khéo, loại người như bọn họ không cam lòng bị người ta vĩnh viễn lợi dụng. Nghiêm Quốc Chiêu vừa làm việc cho Trương Bích Quân, vừa có liên hệ với người Nhật Bản, tính toán đường lui cho mình. Trương Bích Quân sở dĩ bị giết, có liên quan tới bản thân cô ta. Cô ta vẫn luôn cự tuyệt hợp tác với phía Nhật, tôi nghĩ đây mới là nguyên nhân chân chính cô ta ngộ hại. Lệ Phù nói cho tôi biết làm như thế nào mới có thể tìm được Nghiêm Quốc Chiêu. An Đức Hằng nói, tôi không biết, trước giờ đều là hắn tìm tôi, sau khi Trương Bích Quân chết chúng tôi đã mất liên lạc. Về phần tôi ra tay đối phó An gia, là Tiết Thế Luân tìm tôi, nếu như không phải vì Trương Bích Quân chết, hắn bị thù hận che mở hai mắt thì hắn cũng không chủ động liên lạc với tôi. Hắn cho rằng cái chết của Trương Bích Quân có liên quan tới An Đạt Văn, ở phương diện đối phó với An gia, chúng tôi có cùng một suy nghĩ. Nói tới đây hắn hận tới ngứa răng, mình sở dĩ lưu lạc tới bước này toàn bộ đều là Tiết Thế Luân ban tặng. Lệ Phù nói, An Đức Hằng, chúng tôi điều tra Tiết Thế Luân cũng được một đoạn thời gian khá dài, nhưng Thủy Chung không tìm thấy sơ hở của người này, chỉ bằng vào lời nói của anh thì chúng tôi vẫn không thể thành công định tội hắn, nếu như muốn đối phó hắn, triệt để đánh ngã hắn. Nhất định phải có nhiều chứng cứ hơn. An Đức Hằng nhíu mày, bộ dạng trầm tư suy nghĩ, một lát sau mới nói khẽ, Hải Sắt Phu Nhân cứ cách một đoạn thời gian sẽ tới Viện Phúc Lợi Gia Thịnh của Singapore, tôi nghĩ các cô nên tới đó tra thử, có lẽ sẽ có thu hoạch bất ngờ. Trương Dương từ chỗ An Ngữ Thần biết được An Đức Minh đã được cảnh sát Hong Kong giải cứu thành công, mặc dù có chút không đủ dinh dưỡng, nhưng không hề nguy hiểm tới tính mạng,
Tin tức này cũng khiến Trương Đại Quan Nhân thở phào nhẹ nhõm, hắn đối với An Đức Minh tuy rằng không có bao nhiêu tình cảm, nhưng An Đức Minh đối với An Ngữ Thần thì cực kỳ quan trọng. An Đức Minh không sao, An Ngữ Thần có thể tránh khỏi đả kích mất thân nhân. Cố Doãn Chi bởi vì chuyện biệt thự cháy mà đặc biệt từ Kinh Thành trở về, chuyện thứ nhất sau khi về là muốn Trương Dương tới gặp mặt y, đồng thời đề xuất yêu cầu, nếu có thể thì bảo Trương Dương mời Nguyên Hòa Hạnh Tử cùng tới. Nguyên Hòa Hạnh Tử nghe nói Cố Doãn Chi mời mình tới đó thì hơi do dự một chút, có điều cô ta cuối cùng vẫn quyết định đi cùng với Trương Dương, dù sao biệt thự bị đốt cháy, cô ta có trách nhiệm không thể trốn tránh, nếu như không phải buổi tối hôm đó cô ta muốn Trương Dương dẫn mình vào trong biệt thự tham quan thì có lẽ cũng sẽ không phát sinh chuyện biệt thự bị đốt. Khi hai người lái xe đến, nhìn thấy Cố Doãn Chi đang dọn dẹp. Trương Dương mở cửa xe bước xuống, bước nhanh tới bên cạnh Cố Doãn Chi, cha tìm gì thế? Cố Doãn Chi đứng dậy, day day lưng, lúc này Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng tới bên cạnh y, đưa cho y một chiếc khăn tay. Cố Doãn Chi cười cười, xem ra tình tự của y không hề bị chuyện biệt thự cháy mà ảnh hưởng, lau mồ hôi trên trán tìm một lư hương thời dân quốc. Trương Dương biết Cố Doãn Chi mê siêu tầm đồ cổ, tuy rằng đồ ông ta siêu tầm đều có tỉ vết, nhưng cũng tiêu phí không ít năm tâm huyết, phần lớn đồ siêu tầm được cất trong biệt thự, lần này bởi vì tai bay vạ gió mà mình mang đến. Hơn phân nửa đồ đều bị hủy. Trương Dương áy náy nói, cha, xin lỗi, lần này mang tới phiền toái cho cha rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử ở bên cạnh không nói gì, nhìn phế tích trước mắt ngơ ngác tới xuất thần, trong đầu cô ta xuất hiện bộ dạng của một lư hương đó là hình hoa sen, thế chân vạc, trong đó có một chân không toàn vẹn. Cố Doãn Chi lẩm bẩm nói, nên là ở vị trí này chứ. Y cúi người muốn xê dịch sáng ngang, Trương Dương xông lên, loại việc nặng này nên là hắn làm. Nguyên Hòa Hạnh Tử lẳng lặng đứng đó, nhìn Cố Doãn Chi và Trương Dương tìm kiếm trong phế tích, Cố Doãn Chi dù sao cũng lớn tuổi, làm một lúc là đau lưng, y đứng lên, tay phải nắm lại, nhẹ nhàng đấm vào eo, không biết vì sao đôi mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên đỏ lên. Lúc này Cố Doãn Chi vừa hay xoay người nhìn cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử lại vội vàng nhìn về phía Hồ Thu Hà. Trương Dương cuối cùng cũng tìm được lư hương đó trong đống phế tích, kinh hỉ nói, tìm được rồi, tìm được. Cha xem có phải cái này không? Cố Doãn Chi vội vàng đi tới, từ trong tay Trương Dương tiếp lấy lư hương đó, kích động gật đầu, đúng rồi, chính là thứ này. Tuy rằng đã trải qua một trường hạo kiếp, nhưng lư hương không ngờ vẫn không tổn hao gì. Ánh mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử chiếu lên lư hương làm bằng sứ men xanh có hình dạng hoa sen, bên trong ba chân có một cái khuyết, cô ta cắn cắn môi, xoay người lại lặng lẽ đi về phía Hồ Thu Hà, trong khoảnh khắc xoay người. Nước mắt đã lặng lẽ rơi. Chương 2548, có bom 1. Trương Dương có chút kinh ngạc nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử đứng bên hồ, hắn vốn định đi tới, nhưng Cố Doãn Chi vỗ vai hắn nói khẽ, cậu tìm giúp tôi xem còn đồ gì nữa không. Y bước đi về phía Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nguyên Hòa Hạnh Tử ý thức được có người tới bên cạnh, cô ta xoay người lại, tuy rằng vẻ mặt đã khôi phục bình tĩnh như lúc ban đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn chưa hết vẻ bi thương. Cố Doãn Chi cười cười với cô ta, tôi có thể gọi cô là Hạnh Tử không? Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu nói khẽ, Cố tiên sinh, tôi lần này cùng Trương Dương tới đây là để xin lỗi ngài, nếu như không phải tôi nhất thời tò mò thì cũng sẽ không cho mang đến trận tai bay vạ gió này. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, cô rất hiếu kỳ chuyện của Giai Đồng. Muốn tìm hiểu về một số việc của nó. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đúng. Cố Doãn Chi nói, cô và Giai Đồng rất giống nhau, nhìn thấy hắn. Tôi cảm thấy như nó quay về bên cạnh tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có thể có một người cha như ngài thực sự là hạnh phúc. Cố Doãn Chi nói, nếu như muốn biết chuyện của nó thì hắn có thể hỏi tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, không cần hỏi, nhìn thấy ngài tôi đã minh bạch Giai Đồng là một người như thế nào, người cha như ngài nhất định sẽ có một đứa con gái ưu tú. Cố Doãn Chi nói, trong mắt mỗi người thì con cái của mình đều là ưu tú. Nguyên Hòa Hạnh Tử tràn ngập chân thành nói, Cố tiên sinh, tất cả tổn thất do hỏa hoạn lần này tạo thành tôi sẽ phụ trách bồi thường. Cố Doãn Chi cười cười lắc đầu, thật ra tôi đã sớm quyết định giao khu đất này cho chính phủ rồi, xây dựng nội thành mới Đông Giang sớm muộn gì cũng sẽ quy hoạch đến đây, tôi không thể ở đây làm hộ bị cưỡng chế. Trước đây sở dĩ tôi lựa chọn nơi này là vì trong lòng tôi thủy chung không quên được bóng dáng của Giai Đồng. Ở đây, mỗi ngày đều đối mặt với nhung nhớ. Cố Doãn Chi nhìn mặt hồ, ánh mắt lộ ra vẻ phiêu miểu. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi sẽ bồi thường. Cố Doãn Chi nói, đến tuổi của tôi, bất kỳ chuyện gì cũng nhìn rất nhạt,
Hạnh Tử, nếu như cô thật sự để ý tới chuyện này thì dùng danh nghĩa của Giai Đồng quyên tiền cho công trình hy vọng đi. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu. Cố Doãn Chi nói, cô và nó rất giống nhau, ngay cả người làm cha như tôi cũng không phân rõ. Nói xong câu đó, Cố Doãn Chi trở lại bên cạnh Trương Dương. Trương đại quan nhân từ phế tích mới được ít đồ sứ. Cố Doãn Chi nói, không cần tìm nữa. Trương Dương dè dặt nói, cha sẽ không trách con chứ. Cố Doãn Chi cười nói, có gì mà trách cậu, đúng là có chút lạ lùng, biệt thự này không còn, trong lòng tôi như được giải thoát. Trương Dương nói, vừa rồi hai người nói chuyện gì thế? Cố Doãn Chi nói, Hạnh Tử nói muốn bồi thường, tôi bảo cô ta quyên trực tiếp tiền cho công trình hy vọng. Trương Dương nói, cha không định xây lại à? Cố Doãn Chi lắc đầu, tuy rằng người ta không tìm tôi đòi dỡ nhà, nhưng tôi cũng hiểu rõ, biệt thự này đặt ở đây khẳng định sẽ ảnh hưởng tới quy hoạch của nội thành mới, thân là một lão đảng viên, tôi không thể ngay cả chút tinh thần tự giác cũng không có được. Trương Dương nói, cũng tốt. Cố Doãn Chi nói, tôi nghe nói cậu gần đây gặp không ít phiền toái. Trương Dương nói, cũng không khoa trương như vậy, chỉ là vô tình dính phải thôi. Như cha nói ấy, con rất bất hạnh phải làm một đứa nhỏ xúi quẩy. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, đã sớm bảo cậu đừng có làm đứa nhỏ xúi quẩy. Thằng nhóc cậu lại cố tình không nghe. Trương Dương nói, sắp không phải làm nữa rồi. Cố Doãn Chi nhíu mày, xảy ra chuyện gì? Trương Dương lúc này mới nói chuyện Tống Hoài Minh đã quyết định để Kiều Bằng Phi thay thế hắn đảm nhiệm bí thư thị ủy Tân Hải. Cố Doãn Chi vừa nghe vậy liền minh bạch Tống Hoài Minh sở dĩ an bài như vậy là muốn bài trừ Trương Dương ra khỏi vòng đấu tranh, nhiệm kỳ mới tới gần, đấu tranh chính trị các mặt khẳng định sẽ càng kịch liệt, trong mắt Tống Hoài Minh, không nghi ngờ gì nữa đã coi Trương Dương là sự uy hiếp của mình, y không muốn lưu cho đối phương cơ hội công kích mình. Cố Doãn Chi nói, đối với cậu mà nói thì rời khỏi chưa chắc không phải là một chuyện tốt. Trương Dương nói, thật ra con cũng vốn định đi rồi, cũng muốn từ chức, nhưng con chưa nói thì chú Tống đa một cứ ông đá con ra, loại cảm giác này khiến con không thoải mái. Cố Doãn Chi cười nói, nếu kết quả đều như nhau thì phải việc phải để ý tới quá trình, hắn cũng là có hảo ý. Trương Dương nói, y bảo Kiều Bằng Phi tiếp nhận vị trí của con, có phải có nghĩa là giữa bọn họ đã hình thành hẹn ngầm hay không? Cố Doãn Chi mỉm cười nói, chính trị luôn phải xếp hàng không ngừng, tuy rằng Hoài Minh rất muốn trung lập, không muốn tham dự vào trận phân tranh này, nhưng rất nhiều lúc, anh không đấu với người ta thì người ta vẫn lựa chọn đấu với anh. Trương Dương gật đầu, hắn mấy năm nay lăn lộn ở trong quan trường, cũng coi như nhìn quen sóng gió, đối với những lời này của Cố Doãn Chi cũng có thể hiểu được. Cố Doãn Chi nói, võ sĩ đốt nhà là nhằm vào cậu hay là cô ta? Trương Dương nói, chắc là cô ta. Cố Doãn Chi thở dài, người nào hận cô ta như vậy? Trương Dương nói, cô ta kế thừa tài sản khổng lồ của gia tộc Nguyên Hòa, trong gia tộc có rất nhiều người ghi hận chuyện này, sinh ra ý niệm mưu sát cô ta cũng không có gì ngạc nhiên. Cố Doãn Chi nói, tiền tài và quyền lực, đều là phiền toái rất lớn, cậu tận lực giúp cô ta, tôi không muốn cô ta gặp chuyện không may. Trương Dương nói, con sẽ. Hắn lưu ý tới thấy Cố Doãn Chi đang nhìn Nguyên Hòa Hạnh Tử, trong ánh mắt tràn ngập tự ái. Ánh mắt này khiến Trương Dương cảm thấy quen thuộc, hắn từng ở chỗ Cố Doãn Chi không chỉ thấy được một lần. Trương Dương nói, chúng con đã bắt được An Đức Hằng, căn cứ vào chứng cung của hắn, hắn thiết kế mưu sát An Đức Uyên, lại bắt cóc An Đức Minh, người chủ sự phía sau màn đều là Tiết Thế Luân. Cố Doãn Chi hơi ngẩn ra. Trương Dương nói, hiện tại đang hoài nghi cao độ Tiết Thế Luân có liên quan tới tập đoàn rửa tiền xuyên quốc gia. Buôn lậu của Bắc Cảng cùng với một loạt sự kiện phạm tội phát sinh gần đây cũng đều có liên quan mật thiết tới hắn. Cố Doãn Chi nói, hắn liệu có gặp phiền toái lớn không? Trương Dương gật đầu, trước mắt chứng cứ Cảnh Phương nắm giữ vẫn chưa đủ, bởi vì thân phận của hắn vô cùng đặc thù, cho nên tạm thời vẫn chưa áp dụng hành động đối với hắn. Cố Doãn Chi ngẩng đầu nhìn trời, thời tiết có vấn đề, làm việc cũng dễ cực đoan. Trương Dương nói, đủ loại dấu hiệu cho thấy. Hắn rất có thể có với người Nhật Bản. Cố Doãn Chi lắc đầu, tôi vẫn có chút hiểu hắn, Tiết Thế Luân có thể, phạm tội nhưng hắn không thể bán nước. Trương Dương nói, con hoài nghi cái chết của Giai Đồng có quan hệ trực tiếp tới hắn. Cố Doãn Chi mím môi qua hồi lâu mới nói, bất kể là ai hại chết Giai Đồng thì cũng không thể tha cho hắn. Trương Dương nói, con nhất định sẽ điều tra rõ chuyện này. Cố Doãn Chi gật đầu, tôi đồng dạng cũng chờ mong đáp án. Trương Dương tới bên hồ, Nguyên Hòa Hạnh Tử đang cầm đá nhỏ ném vào giữa hồ, xuất thần nhìn gợn sóng.
Trương Dương nói, cô hình như có tâm sự. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, mỗi người đều sẽ có tâm sự. Trương Dương nói, đi thôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Cố tiên sinh nói thế nào? Trương Dương cười nói, ông ta kiên trì không chịu để hắn bồi thường, nếu như cô vẫn kiên trì thì quyên tiền cho công trình hy vọng đi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, ông ta là người tốt, tạm dừng một chút rồi lại bổ sung, một người cha tốt. Trương Dương nói, cô cũng là người tốt, ông ta lo lắng cho an toàn của cô, đặc biệt dặn dò tôi chiếu cố tốt cho cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử lạnh lùng nói, tôi không cần người khác chiếu cố. Hai người tới trước xe, Trương Dương mở cửa xe, nữ nhân đều cần chiếu cố, Hạnh Tử, tôi cảm thấy cô rất cô độc. Nguyên Hòa Hạnh Tử lắc đầu, tôi không cô độc, nói xong khởi động dậm chân ga. Ô tô chạy dọc theo quốc lộ ven hồ, bóng cây nhanh chóng lưu động trước cửa kính xe. Trương Dương nói, ngày mai liền phải về rồi. Về Tân Hải à? Trương Dương gật đầu, gần đây có chút không yên ổn, cô cũng phải chú ý an toàn hơn. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi có năng lực bảo hộ mình. Trương Dương nói, mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, làm việc gì cũng phải lấy cẩn thận làm đầu. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hiện tại nghĩ lại, sát thủ xuất hiện buổi tối ngày đó chưa chắc đã là nhằm vào tôi. Trương Dương cười nói, cô là nói bọn họ những giết tôi ư. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, rất có thể, Cửu gia anh đắc tội chỉ sợ không ít. Trương Dương nói, quả thực đắc tội với không ít người. Cô đã nghĩ như vậy thì sao ở trước mặt Võ Trực Chính Giã vẫn ôm hết trách nhiệm, giải vây giúp tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh dù sao cũng từng giúp tôi, coi như là tôi báo đáp anh đi. Trương Dương nói, cô quan tâm tới tôi à? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nếu như anh tiếp tục tham thảo đề tài này thì tôi sẽ đuổi anh xuống xe. Trương Đại Quan Nhân bật cười, bị cô đuổi xuống xe cũng không phải là lần đầu tiên. Chương 2549, có bom 2. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Cố Giai Đồng lúc trước rơi xuống sông Niagara, các anh có tìm được thi thể của cô ta hay không? Nụ cười trên mặt Trương Dương nháy mắt đã biến mất, hắn lắc đầu nói khẽ, đến nay vẫn chưa tìm được thi thể của cô ta, cho nên trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một tia hy vọng Hắn nhìn thẳng vào khuôn mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử, lần đầu tiên nhìn thấy cô, tôi nghĩ đến cô chính là cô ta, ở Nam Triều Tiên đó, cô còn nhớ không? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi và cô ta quả thực rất giống nhau. Trương Dương nói, cơ hồ là giống nhau như đúc. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, trên thế giới này không có hai người giống nhau như đúc. Trương Dương nói, cho nên, tôi thường xuyên không tự chủ được coi cô là cô ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử không nói lời nào, lặng lẽ lái xe, hai người trong trầm mặc tới chính phủ tỉnh. Trương Dương sau khi xuống xe thì vẫy vẫy tay với Nguyên Hòa Hạnh Tử. Hắn vốn định rời khỏi thì Nguyên Hòa Hạnh Tử bỗng nhiên nói, Trương Dương. Trương Dương cười cười với cô ta, phát hiện vẻ mặt của cô ta vô cùng rối rắm, có việc gì à? Nguyên Hòa Hạnh Tử cuối cùng cũng hạ quyết tâm, đừng vào, có người ở đặt bom trong phòng anh. Trương Dương nội tâm chấn động khi nhìn cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử đã đạp chân ga phóng đi. Bởi vì những lời này của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Trương Đại Quan Nhân dùng rằng chừng một giờ, chờ chuyên gia gỡ bom tới phong tỏa hiện trường. Sau đó tiến hành tìm kiếm nhưng tìm một lượt mới phát hiện căn bản không có bom gì cả, thậm chí ngay cả một vật phẩm khả nghi cũng không có, sự thật chứng minh chỉ là một hồi sợ bóng sợ gió. Chuyên gia gỡ bom cho rằng là cho đùa, nhưng Trương Đại Quan Nhân thì lại không nghĩ như vậy, trong ấn tượng của hắn, Nguyên Hòa Hạnh Tử chưa bao giờ nói đùa với mình, hơn nữa vẻ mặt của cô ta lúc sắp đi căn bản không hề giả vờ. Trương Đại Quan Nhân càng nghĩ càng thấy kỳ quái, chuyện này hình như có chút không đúng. Lệ Phù cũng nghe nói trong phòng Trương Dương có thể bị người ta đặt bom, đặc biệt gọi điện thoại tới hỏi thăm. Trương Dương đi đến chỗ vắng kể lại một lượt. Lệ Phù nghe xong thì phản ứng đầu tiên cũng như người khác, Trương Dương, cô ta có phải là đùa cho vui không? Trương Dương lắc đầu, không thể, Hạnh Tử trước giờ không thích nói đùa, hơn nữa khi cô ta nói những lời đó, vẻ mặt vô cùng rối rắm, tôi có thể nhìn ra nội tâm của cô ta cực kỳ mâu thuẫn. Lệ Phù nói, nếu như Nguyên Hòa Hạnh Tử không phải đùa, như vậy chính là cô ta cho rằng chuyện này là thật, có người cố ý lộ ra tin tức giả cho cô ta, có lẽ mục đích chân chính là để thử cô ta. Trương Đại Quan Nhân nghe Lệ Phù nói như vậy thì không khỏi run sợ, thế chẳng phải là nói tình cảnh hiện tại của Nguyên Hòa Hạnh Tử vô cùng nguy hiểm ư? Lệ Phù đầu kia điện thoại thở dài, Trương Dương, kẻ trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì sáng, em ít nhiều có chút minh bạch rồi. Trương Dương nói thử đi. Lệ Phù nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử chắc thuộc tập đoàn lợi ích nào đó,
hiện tại tập đoàn lợi ích này muốn trừ bỏ anh, nhưng Nguyên Hòa Hạnh Tử đã nảy sinh tình cảm với anh, cô ta không đành lòng xuống tay với anh, người khác trong tập đoàn chắc hẳn đã nhìn ra chuyện này, cho nên liền cố ý lập bẫy, bọn họ không phải thực sự muốn đánh bom nổ chết anh, mà là muốn lợi dụng chuyện này để thử Nguyên Hòa Hạnh Tử, hiện tại bọn họ chắc biết thái độ của Nguyên Hòa Hạnh Tử rồi. Trương Dương nói, giúp anh tra nơi ở của Hạnh Tử. Lệ Phu nói, cô ta hiện tại đang ở số 32 đường Minh Khang, sao? Anh lo cô ta xảy ra chuyện ư? Trương Dương nói, anh đi xem thử. Trương Dương trước khi lên xe đã gọi cho Nguyên Hòa Hạnh Tử, di động thủy chung ở trong trạng thái không có người nhấc, điều này khiến cho Trương Dương càng cảm thấy khẩn trương, từ chính phủ nhất chiêu tỉnh đến số 32 đường Minh Khang không đến 6 cây số, khoảng cách mặc dù ngắn, nhưng hiện tại đang là lúc tan tầm, đi được một nửa thì không thể nhích được nữa. Trương đại quan nhân lòng nóng như có lửa đốt, hơn nữa gọi vào di động của Nguyên Hòa Hạnh Tử mà không có ai nhấc, hắn dứt khoát đỗ ô tô vào rìa rồi đi bộ. Trương Dương tới số 32 đường Minh Khang, đây là một tiểu lâu cũ, Trương Dương ấn chuông cửa, căn bản không có ai lên tiếng trả lời, hắn mặc kệ trèo tường mà vào, lẻn vào trong tòa tiểu lâu này đối với Trương Dương mà nói thì căn bản không có bất kỳ khó khăn gì. Hắn từ lầu 2 mở cửa sổ đi vào trong thì phát hiện trong phòng không có một bóng người. Đây phòng ngủ của Nguyên Hòa Hạnh Tử, di động của cô ta để trên nóc tủ, Trương Dương cầm di động ấn mở thì nhìn thấy bên trên toàn là số của mình. Khi Trương Dương đang chuẩn bị ra ngoài thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân, hắn vội vàng lắc mình trốn ở dưới giường. Cửa phòng chậm rãi, Trương đại quan nhân từ dưới giường nhìn lên, liền thấy một đôi chân trắng nõn xuất hiện trong phòng, không phải Nguyên Hòa Hạnh Tử thì còn là ai? Khứu giác Trương đại quan nhân vô cùng linh mẫn, đã ngửi thấy mùi thơm trên người cô ta. Nguyên Hòa Hạnh Tử đóng cửa sổ lại, kéo màn, động tác của cô ta khiến có bộ phận khăn tắm màu trắng rơi xuống, Trương đại quan nhân đoán cô ta vừa mới đi tắm, cho nên mới không nhấc máy, đúng là trời cao trêu người. Trương đại quan nhân nghĩ thầm, tôi cũng không phải là giáp tâm nhìn lén cô tắm, bạn hữu chỉ quan tâm cho thôi. Thằng cha này trong lòng đang do dự, rốt cuộc là nên ra ngoài gặp cô ta hay là thành thành thật thật trốn ở dưới giường chờ cô ta đi rồi mà ra. Tâm nhãn của Trương đại quan nhân không ngừng hoạt động, nhưng thân thể thì cũng không dám nhúc nhích, thực sự để Nguyên Hòa Hạnh Tử phát giác mình trốn dưới giường, cái mặt này không biết để vào đâu. Trương đại quan nhân rất nhiều lúc vẫn quý trọng mặt mũi, không phải không dám làm chuyện đảm, chỉ là không thể để mất mặt được. Nhưng vào lúc này Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm điện thoại di động, cô ta thấy bên trên có cuộc gọi nhỡ, khóe môi lộ ra nụ cười, bấm số gọi lại. Vừa bấm thì lập tức nghe thấy phản ứng. Tiếng chuông di động từ dưới giường truyền đến. Nguyên Hòa Hạnh Tử chớp chớp hai mắt, ánh mắt nhìn thẳng xuống giường, lạnh lùng nói, ra đi. Dưới giường, đầu tiên là một đôi tay thò ra, tay phải còn cầm di động, động tác đầu hàng, Trương đại quan nhân cúi đầu chui ra, lý nhí nói, cái đó. Thằng cha này ngẩng đầu nhìn thấy trên người Nguyên Hòa Hạnh Tử chỉ quấn một chiếc khăn tắm, vai để trần, hắn mở to mắt, đồng thời lại rất bất nhã nuốt nước miếng, khéo quá. Nhanh như vậy đã lại gặp mặt rồi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nghe thấy hắn nói như vậy thì thật sự có chút sở khóc sở cười, lời nói thô bỉ như vậy hắn không ngờ cũng có thể nói ra miệng được. Nguyên Hòa Hạnh Tử như hổ rình mồi trừng mắt lườm Trương Dương, nhìn đủ chưa? Trương đại quan nhân nói, chưa, úi, tôi căn bản không nhìn trộm cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, tôi hiện tại sẽ báo cảnh sát bắt anh. Trương đại quan nhân lắc đầu, không ngờ bật cười, không thể nào. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, đừng bày ra bộ dạng như tình thánh. Thực sự cho rằng nữ nhân trong được thiên hạ đều chịu sống chết vì anh ư. Trương đại quan nhân bỗng nhiên tiến lên một bước, ôm Nguyên Hòa Hạnh Tử vào trong lòng, cúi đầu hôn môi cô ta, Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì nụ hôn nồng nhiệt của hắn mà thân thể mềm mại run như chim nhỏ, run giọng nói, buông ra. Trương Dương chẳng những không buông mà còn lột khăn tắm trên người cô ta, tay đặt lên người cô ta, hôn nồng nhiệt từ mặt đến cổ rồi tới người, khiến Nguyên Hòa Hạnh Tử mất đi sức phản kháng. Cô ta từ chối vài cái kiểu tượng trưng thì rất nhanh liền bị Trương Dương hôn người. Tình yêu như thủy triều bao phủ Nguyên Hòa Hạnh Tử, cô ta như con thuyền nhỏ trôi trên sông dài, nhưng mà loại cảm giác ấm áp mà quen thuộc này nhanh chóng chiếm toàn bộ trái tim của cô ta. Khi hai người không còn khoảng cách, mắt Trương Dương đột nhiên trợn tròn, trong ánh mắt hắn tràn ngập vẻ kinh hãi. Nguyên Hòa Hạnh Tử ôm mặt hắn, môi bởi vì kích động mà không ngừng khép mở. Đôi mắt Trương Dương không biết vì sao lại đỏ lên. Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng vậy, cô ta khẽ gọi Trương Dương. Trương Dương gật đầu, cúi đầu hôn cô ta, hai dòng nước mắt rơi xuống, nhỏ lên mặt Nguyên Hòa Hạnh Tử, hội tụ với nước mắt từ trong mắt cô ta chảy ra,
Sau đó hắn từ đáy lòng thấp giọng gọi ra một cái tên khiến hắn đã tan nát cõi lòng, Giai Đồng. Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì hai chữ này mà ôm chặt hắn, thể vị ấm áp và hạnh phúc mà hắn mang lại cho mình, hạnh phúc này tràn ngập đáy lòng cô ta, chảy trong mỗi một dòng huyết mạch, thấm vào mỗi một tấc thịt của cô ta, Trương Dương. Nguyên Hòa Hạnh Tử gọi cái tên thân thiết mà quen thuộc này. Hai người chỉ gọi tên đối phương, giống như trải qua mộng cảnh, Trương Dương trong đêm nay đã trút ra hết nỗi nhớ thương đối với Giai Đồng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nằm trong lòng Trương Dương, bàn tay Trương Dương nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng mềm nhẵn của cô ta, hình xăm phượng hoàng dục hỏa trùng sinh hết sức nổi bật trên da thịt trắng nõn của cô ta, giống như tùy thời có thể cất cánh bay. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn chằm chằm vào mắt Trương Dương, bên trong mắt đẹp ba quang liếm diễm, tràn ngập nhu tình. Bàn tay mềm của cô ta vuốt ve khuôn mặt của Trương Dương, khóe môi phát ra nụ cười. Chương 2550, có bom 3. Trương Dương nói, Giai Đồng, em chính là Giai Đồng. Nguyên Hòa Hạnh Tử không hề phủ nhận, cô ta gật đầu, nếu như không phải cô ta ở trong cõi minh minh chỉ dẫn cho em thì em chắc là cô ta rồi. Trương Dương nói, trên đời tuyệt không thể có hai người giống nhau đến thế được. Nguyên Hòa Hạnh Tử bởi vì những lời này của hắn mà mặt hơi đỏ lên, cô ta đương nhiên minh bạch Trương Dương ám chỉ gì, nói khẽ có những chuyện của cô ta tựa hồ từng phát sinh trên người em, nhưng em nghĩ kỹ lại thì lại thấy mơ hồ, em không biết mình rốt cuộc là Nguyên Hòa Hạnh Tử hay là Cố Giai Đồng. Trương Dương lắc đầu nói, không quan trọng, từ từ rồi sẽ nhớ được, cái chúng ta có là thời gian. Anh sẽ cùng nhớ với em. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, mũi lại đột nhiên cay cay, nước mắt chảy ra, tên khốn nạn anh vì sao muốn tới tìm em. Trương Dương nói, em bảo anh là trong phòng có bom, kết quả là giả, nhất định là có người phô trương thanh thế, trong phòng căn bản không có bom. Nguyên Hòa Hạnh Tử nghe hắn nói như vậy thì lập tức cảnh giác, cô ta từ trong lòng Trương Dương ngồi dậy, mặc áo ngủ, nhanh chóng chải chuốt lại mái tóc, dùng châm gài tóc cài lại rồi nói khẽ chuyện này có chút không đúng, Trương Dương, chúng ta phải rời khỏi nơi này. Tốc độ mặc quần áo của Trương Đại Quan như không hề kém Nguyên Hòa Hạnh Tử, không bao lâu sau hai người đã ăn mặc chỉnh tề. Khi đang chuẩn bị ra khỏi cửa thì di động của Nguyên Hòa Hạnh Tử đổ chuông. Nguyên Hòa Hạnh Tử cầm điện thoại, lại nghe thấy trong điện thoại truyền đến một giọng nói âm lãnh, cô không ngờ phản bội tôi. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi là ai? Tôi rốt cuộc là ai? Giọng nói bật cười ha ha, một người ngay cả mình là ai cũng không biết thì còn sống có ý nghĩa gì? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, tôi sẽ điều tra rõ tất cả. Không có cơ hội đâu. Đối phương tạm dừng một chút rồi nói khẽ, thật ra là có bom thật, nhưng không phải trong phòng hắn mà là phòng cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử cắn môi, mặt của cô ta trong phút chốc đã không còn giọt máu. Tôi sai người tổng cộng đặt 11 quả bom trong nhà cô, uy lực của bất kỳ một quả bom nào cũng để san tòa tiểu lâu này thành bình địa. Tôi đã cho cô cơ hội, nhưng cô lại phản bội tôi. Tôi là ai? Cả đời này cô cũng không biết được đâu. Đối phương gác máy. Nguyên Hòa Hạnh Tử ném điện thoại, nói với Trương Dương, chạy, trong nhà cài đầy bom. Trương Dương tóm lấy tay cô ta, chuẩn bị từ cửa sổ nhảy ra, không chờ bọn họ tới gần cửa sổ thì liền nghe thấy bên ngoài vang lên một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa. Tiếng nổ mạnh đến từ gara, khiến toàn bộ gara thành bình địa, ở hiện trường khói đặc cuồn cuộn, gạch đá bay tán loạn. Sóng xung kích vụ nổ gây ra khiến tất cả cửa sổ của tiểu lâu vỡ vụn. Trương Dương và Nguyên Hòa Hạnh Tử cũng bởi vì sóng xung kích cực lớn này mà đứng không vững, mặc cho võ công của Trương Đại Quan Nhân cao cường như thế nào, lúc này trên mặt cũng lộ ra vẻ sợ hãi, 11 quả bom, uy lực những quả bom này sinh ra hiển nhiên là kinh thiên động địa. Trương Dương nói, có cơ hội, chúng ta nhất định có cơ hội. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, anh chạy mau, đừng lo cho em. Trương Đại Quan Nhân giận dữ hét, anh sẽ không để em rời xa anh nữa. Hắn một tay ôm ngang Nguyên Hòa Hạnh Tử lên, cùng lúc bom bắt đầu liên tiếp phát nổ. Số 32 đường Minh Khang được chú định là phải hoàn toàn trong ngày này, 11 quả bom cài trong nhà, có quả cài trong hoa viên, có quả ở gara, có quả ở tầng hầm, cho dù Trương Dương có năng lực từ tiểu lâu chạy ra, nhưng vẫn không thể thoát khỏi được phạm vi của vụ nổ. Muốn từ nơi này thoát đi nhất định phải có bản sự phi thiên độn địa. Trương Đại Quan Nhân trước khi nổ mạnh phát sinh đã hoàn toàn bình tĩnh. Hắn ôm Nguyên Hòa Hạnh Tử, ngưng tụ nội lực toàn thân, quanh người hắn nhanh chóng hình thành luồng khí xoáy. Nguyên Hòa Hạnh Tử không phải lần đầu tiên chứng kiến Trương Dương sử dụng loại phương pháp này. Hai ngày trước Trương Dương chính là dùng loại phương pháp này đánh bại Liễu Sinh Nhất Lang. Nhưng lần đó là hắn đối mặt với người.
hôm nay thì phải đối mặt với hơn 10 quả bom với uy lực kinh người. Trương Dương dùng đấu chuyển tinh di trong đại thừa quyết, hình thành luồng khí xoáy chung quanh thân thể mình và nguyên hòa hạnh tử, khiến luồng khí xoáy này bọc lấy thân thể bọn họ, dùng lực ly tâm chống đỡ lực trùng kích của vụ nổ. Đương nhiên đây tuyệt đối không phải là thử dùng nhục thân cứng đối cứng với lực trùng kích, loại luồng khí xoáy này phù hợp với đạo lý tứ lạng bạt thiên cân của võ học Trung Hoa, dùng lực ly tâm đánh tan lực trùng kích của bom. Trương Đại Quan Nhân không biết phương pháp của mình có thành công hay không, nhưng dưới tình trạng trước mắt, cũng chỉ có dùng phương pháp này mạo hiểm thử một lần. Vụ nổ bắt đầu từ tầng dưới, sau đó 10 quả bom còn lại liên tiếp bị dẫn nổ. Số 32 đường Minh Khang trong nháy mắt đã bị khói bụi bao phủ. Khi Lệ Phù dẫn đội tới số 32 thì khói vẫn chưa tan, tình trạng hiện trường vô cùng thê thảm, giống như ác ma lật tung cả khu đất này từ dưới lên trên, ống nước gãy không ngừng phun nước, hiện trường là một mảng lầy lội, bởi vì lo còn có vụ nổ phát sinh tiếp, chuyên gia gỡ bom không hề ngay lập tức đi vào hiện trường. Nhìn thấy tình trạng trước mắt, hai mắt Lệ Phù lập tức đỏ lên, cô ta liều lĩnh lao về phía trước. Nhưng lại bị Vưu Chí Dũng giữ lại, nhắc nhở cô ta, đừng kích động. Chờ tổ gỡ bom đi vào đã. Lệ Phù kêu lên, nổ xong rồi còn gỡ cái gì, chẳng còn gì cả, chẳng còn gì cả. Cô ta ôm mặt khóc nấc lên. Sau đó thất hồn lạc phách nhảy vào trong phế tích, Trương Dương, tên khốn nạn anh không được chết, lại bại hoại như anh nhất định phải sống trăm tuổi. Vừa nói cô ta vừa bật khóc. Vưu Chí Dũng nhìn thấy bộ dạng bi thống của cô ta, trong nhất thời không biết nên an ủi như thế nào. Ở bên cạnh có người nói khẽ, sếp, có cần dùng thiết bị đào bới hay không? Vưu Chí Dũng không nói gì. Tên thủ hạ nói, cho dù có thi thể thì cũng nổ thành thịt nát rồi, uy lực của vụ nổ này quá lớn, thủy tinh của cả phố đều bị chấn nát, còn có hai bà già bị hù chết. Vưu Chí Dũng thở dài, nhìn thấy Lệ Phù quỳ trên đống đổ nát, dùng hai tay đào, hắn mấp máy môi, nói khẽ, phong tỏa hiện trường, tận lực đừng dùng thiết bị đào bới cỡ lớn, dùng dụng cụ dò xét xem có dấu hiệu của sự sống hay không. Thủ hạ, không thể sinh mệnh dấu hiệu của sinh mệnh. Ngay cả ruồi bọ cũng nổ tung rồi. Vưu Chí Dũng hung hăng trừng mắt lườm hắn một cái, con mẹ nó nói lắm thế, bảo anh làm gì thì anh làm thế đi. Thủ hạ bị hắn quát cho câm như hến, xám xịt bước đi. 15 phút đồng hồ sau, thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa tự mình chạy tới hiện trường, đi theo hắn còn có phó cục trưởng cục công an Đông Giang Loan Thắng Văn, nếu như không phải bởi vì chuyện này liên quan tới Trương Dương thì Cao Trọng Hòa cũng sẽ không tự mình tới đây. Sau khi nhìn thấy tình huống hiện trường, Cao Trọng Hòa trong lòng thầm kêu xong rồi, lần này xong rồi, kiến trúc bên trên tất cả đã hóa thành bột, huống chi là thân thể máu thịt. Hiện trường có mấy nhóm làm việc, có cục quốc an, cục công an, cả đội phòng cháy chữa cháy. Vưu Chí Dũng nhìn thấy Cao Trọng Hòa tới, vội vàng tới trước mặt y, thính thính, ngài sao cũng tự mình tới. Cao Trọng Hòa nói, tôi nghe nói khi vụ nổ phát sinh Trương Dương đang ở hiện trường. Vưu Chí Dũng cũng không giấu giếm, gật đầu, quay lại nhìn hiện trường đang tìm kiếm, nói khẽ, lần này chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cao Trọng Hòa thở dài, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Thằng ôn này sao có thể gặp phải nhiều phiền toái như vậy, giờ phải làm sao đây? Ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê, tuy rằng đều đang đồn đại gần đây quan hệ của Tống Hoài Minh và con rể tương lai Trương Dương có rạn nứt, thậm chí đã có quyết định muốn đá Trương Dương ra khỏi vị trí bí thư thị ủy Tân Hải. Nhưng Cao Trọng Hòa cũng đã nhìn ra, đây thật ra là một loại thủ đoạn bảo hộ Trương Dương của Tống Hoài Minh. Huống chi Trương Dương và Sở Yên Nhiên đã định ra ngày cưới, mắt thấy không tới mấy tháng nữa sẽ kết hôn. Lại xảy ra loại chuyện này, đối với Sở Yên Nhiên chẳng phải là tin dữ ư, bi kịch của con gái tất nhiên chính là bi kịch của cha. Cao Trọng Hòa có thể kết luận, nếu như Trương Dương có gì không hay xảy ra, chỉ sợ Tống Hoài Minh này thực sự sẽ nổi trận lôi đình. Loan Thắng Văn ở bên cạnh nói, Trương Dương luôn phúc lớn tạo hóa lớn, hắn lần trước tới Đông Giang không phải cũng gây ra chuyện ư, nhưng mỗi một lần đều bình an vô sự, tôi thấy lần này nói không chừng. Hắn không nói hết câu, dù sao tình trạng hiện trường bày ngay trước mắt, nói Trương Dương không sao thì ngay cả chính hắn cũng không thuyết phục được mình. Cao Trọng Hòa nói, trước tiên cứ toàn lực ứng phó cứu người đi đã, phong tỏa tin tức lại. Loan Thắng Văn nói, không phong tỏa được, động tĩnh lớn như vậy. Cả nửa thành Đông Giang đều bị chấn động. Cao Trọng Hòa tức giận nói, phong không được cũng phải phong, tôi xem ai dám đưa tin lung tung nào. Loan Thắng Văn biết sự phẫn nộ của Cao Trọng Hòa tuyệt đối không phải là nhằm vào mình, tình trạng trước mắt đã triệt để khiến Cao Trọng Hòa hỗn độn. Chương 2551, tử vong não 1.
Tất cả mọi người ở hiện trường đều tập trung khẩn trương giải cứu, không may là, sau khi vụ nổ phát sinh được 40 phút thì trời đổ mưa to, hiện trường trở nên lầy lội. Loan Thắng Văn sau khi nhận một cú điện thoại thì lặng lẽ báo cáo với Cao Trọng Hòa, Thính Thính, phía Nhật Bản đã biết chuyện này, yêu cầu chúng ta giải thích tình huống vụ nổ một cách tường tận, tôi thấy chắc cũng không giấu bí thư Tống được đâu, hay là mau chóng báo cáo với ông ta đi. Cao Trọng Hòa mấp máy môi, y biết lời Loan Thắng Văn nói có đạo lý, vừa rồi không thông chi ngay lập tức cho Tống Hoài Minh, là vì y vẫn mang một tia hy vọng Trương Dương còn sống, nhưng sau khi đích thân tới hiện trường giải cứu, chút hy vọng trong lòng Cao Trọng Hòa rất nhanh đã tan biến, y minh bạch mình cần phải báo cáo tình huống chân thật lên cấp trên. Khi Cao Trọng Hòa gọi cho Tống Hoài Minh đã biết vụ nổ phát sinh ở Đông Giang, nhưng y không biết Trương Dương có liên quan tới vụ nổ này. Sau khi nghe Cao Trọng Hòa kể lại tình huống hiện trường, Tống Hoài Minh trầm mặc rất lâu, y không nói gì, Cao Trọng Hòa cũng chỉ có thể trầm mặc cùng. Cuối cùng Tống Hoài Minh thở dài, hắn tới đó làm gì? Sau khi hỏi xong, Tống Hoài Minh lập tức cảm thấy câu hỏi của mình có chút dư thừa, hiện tại điều cần quan tâm không phải là chuyện này, y nhắm mắt lại rồi nói khẽ, động viên tất cả lực lượng có thể động viên, sống thì phải thấy người, chết thì phải thấy xác. Nói xong những lời này, Tống Hoài Minh ngồi xuống, cả người giống như bị hút cạn sức. Thật ra không cần chỉ thị của Tống Hoài Minh, Cao Trọng Hòa vẫn đang làm vậy. Mưa càng lúc càng lớn, công tác giải cứu trở nên rất gian nan. Nhìn một mảng lầy lội trước mắt, Cao Trọng Hòa mặt co mày cáu, sau khi phát sinh nổ mạnh, nơi đó còn khả năng có sinh mệnh tồn tại ư. Từ xa đột nhiên truyền đến tiếng kinh hô, có người. Có người, phía dưới có người. Mọi người nhanh chóng xuống lại. Đội cứu hộ và tìm kiếm tìm được một bàn tay trong đống lầy lội, chỉ bằng một bàn tay rất khó kết luận phía dưới có phải có người hay không. Lệ Phù nghe thấy tin tức ngay lập tức chạy tới hiện trường, cả kinh nói, cẩn thận một chút, đừng có chạm tới anh ta. Vưu Chí Dũng đối với điều này thì không ôm hy vọng quá lớn, một bàn tay mà thôi, có thể là thứ còn lại hoàn chỉnh duy nhất trong vụ nổ. Nhân viên của đội cứu hộ và tìm kiếm rất cẩn thận vạch ra phạm vi, bởi vì lo lắng máy móc đào bới cỡ lớn sẽ khiến đất sụp và gây thương tổn cho người sống sót, cho nên tất cả bọn họ dựa vào nhân lực để đào bới, làm như vậy tuy rằng tốc độ giải cứu chậm đi, nhưng có thể tránh được thương tổn lần thứ hai. Dưới sự yêu cầu đặc biệt của mấy người chỉ huy ở hiện trường, công tác giải cứu kế tiếp quả thực giống như đào bới khảo cổ, rất cẩn thận. 10 phút sau, cuối cùng cũng đào được Trương Đại Quan Nhân ra. Tuy rằng dính đầy bùn, nhưng vẫn có thể từ hình dáng nhận ra đây là Trương Dương, Lệ Phù vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. Trương Dương không phải chỉ có một mình, Nguyên Hòa Hạnh Tử được hắn ôm trong lòng, hai người hoàn toàn không có hơi thở, dò xét động mạch cổ của hai người thì tất cả đều không còn mạch đập. Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có bất kỳ dấu hiệu của sinh mệnh. Trong mắt người thì hai người này đã trở thành người chết. Nhưng Lệ Phù không cho là như vậy, cô ta kiên trì dùng thái độ với người sống để tiếp tục công tác giải cứu. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh đào Trương Dương và Nguyên Hòa Hạnh Tử trong đống phế tích ra mất đúng một giờ, trong khoảng thời gian này hai người không có bất kỳ phản ứng gì. Mọi người cẩn thận đưa bọn họ lên cáng, đưa lên xe cứu thương, bác sĩ cấp cứu bước đầu kiểm tra tình trạng thân thể của bọn họ. Lập tức lắc đầu, không cứu được. Lệ Phù lớn tiếng nói, cứu bọn họ sẽ không chết, tuyệt đối sẽ không chết. Bác sĩ bị giọng nói của cô ta khiến cho ngây ra, nhưng rất nhanh vẫn lắc đầu, vô dụng, không có hô hấp, không có nhịp tim, ngay cả thi thể cũng lạnh rồi. Hắn dùng chữ thi thể. Lệ Phù nuốt lệ đang muốn phát tác thì lại nghe thấy Nguyên Hòa Hạnh Tử ở bên cạnh phát ra tiếng khụ. Nhân viên y tế chung quanh tất cả ngây ngẩn cả người. Rõ ràng vừa rồi đã tuyên cáo hai người này tử vong, nhưng Nguyên Hòa Hạnh Tử không ngờ có phản ứng. Đây căn bản chính là sự châm chọc tuyệt diệu đối với vị bác sĩ này. Lệ Phù nói, cứu hắn, tôi muốn anh dùng hết mọi biện pháp để cứu hắn, hắn nếu chết thì anh cũng đừng hòng sống. Trong hai mắt bắn ra sát khí lạnh thấu xương khiến tên bác sĩ không rét mà run. Lệ Phù tin chắc Trương Dương không sao, võ công và năng lực chịu đòn của Trương Dương hơn xa Nguyên Hòa Hạnh Tử. Nếu Nguyên Hòa Hạnh Tử không sao thì Trương Dương khẳng định càng không có việc gì. Nhưng sự thật không như Lệ Phù nghĩ, Nguyên Hòa Hạnh Tử tỉnh lại đầu tiên sau khi được đưa tới bệnh viện thì dẫn đầu khôi phục năng lực hoạt động. Trương Đại Quan Nhân vốn như bùn nhão, tuy rằng hiện tại đã được lau rửa sạch sẽ, giống như là trẻ con mới đẻ, nhưng hắn lại nằm ở đó không nhúc nhích. Bệnh viện đã tiến hành kiểm tra toàn diện cho Trương Dương, thành lập tổ chuyên gia khẩn cấp để tiến hành hội chẩn kết quả kiểm tra cho Trương Dương. Trương Dương quả thực không chết, ít nhất tim hắn đã bắt đầu đập,
nhưng hắn không thể tự hô hấp, cần máy hô hấp phụ trợ. Bác sĩ gọi trạng thái của hắn là không thể chống được hôn mê, sở dĩ không tuyên bố hắn chết, là bởi vì sóng não đầu của hắn vẫn còn dao động một chút, không trở thành một đường thẳng tắp. Sau 2 tiếng đồng hồ Trương Dương nhập viện, bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh tự mình tới bệnh viện, thính trưởng công an tỉnh Cao Trọng Hòa vẫn luôn ở bệnh viện, nhìn thấy Tống Hoài Minh tự mình tới, vội vàng ra đón. Tống Hoài Minh nói, thế nào rồi? Cao Trọng Hòa thở dài nói, chúng ta tới văn phòng bác sĩ. Tống Hoài Minh nói, tôi muốn đi thăm Trương Dương trước. Cao Trọng Hòa nói, bác sĩ vẫn đang kiểm tra cho hắn, thăm hỏi phải chờ một lát nữa. Tống Hoài Minh gật đầu, đi theo Cao Trọng Hòa tới phòng họp, cơ hồ tất cả chuyên gia của bệnh viện từ trên xuống dưới đều được triệu tập khẩn cấp về bệnh viện, hiện tại đang tiến hành thảo luận về bệnh tình hiện tại của Trương Dương, trước mắt chủ yếu hình thành 2 loại quan điểm. Một loại quan điểm là cho rằng Trương Dương đã ở trạng thái người thực vật, còn có một loại quan điểm khác thì cho rằng Trương Dương đã cơ bản phù hợp với điều kiện tử vong não, chắc là tử vong não, có thể tuyên bố tử vong. Tống Hoài Minh đến khiến hiện trường xôn xao, Tống Hoài Minh xua tay, ra hiệu cho mọi người cứ tiếp tục, y lặng lẽ ngồi xuống vị trí ở sát tường, nói khẽ tôi hôm nay tới đây, chỉ là một người nhà bệnh nhân, tôi muốn nghe tình huống chân thật nhất, mời các vị chuyên gia tiếp tục. Chủ nhiệm nội khoa thần kinh Phương Huấn Sinh nói, vậy tiếp theo những lời vừa rồi, tôi vẫn kiên trì cho rằng sóng điện não gián đoạn của người bị thương căn bản không đại biểu được bất kỳ ý nghĩa gì. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, loại sóng não này trong 24 tiếng đồng hồ sẽ triệt để biến mất. Nói cách khác thì người bị thương rất nhanh sẽ triệt để tiến vào trạng thái tử vong não. Trước mắt hô hấp của anh ta phải dựa vào máy hô hấp phụ trợ, mặc dù có tim đập, nhưng não bộ đã tiến vào trạng thái tử vong. Một khi sóng điện não biến mất, như vậy anh ta sẽ thành một người chết. Chương 2552, tử vong não 2. Viện trưởng Lục Quốc Huy nói, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta cũng phải hết sức mà làm, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ cuộc. Chủ nhiệm ngoại khoa não Từ Lương Đống trong phán đoán bệnh tình của Trương Dương cơ hồ có giải thích giống với Phương Huấn Sinh, hắn thở dài, không phải vấn đề chúng ta cố gắng thế nào, trên thực tế chúng ta đã bất lực, có một số việc trên lẽ thường căn bản không thể giải thích. Hai người bị thương đều đã trải qua vụ nổ với uy lực như nhau, vì sao một người trong đó lại bình yên vô sự, người còn lại thì rơi vào trạng thái tử vong. Tôi biết lời nói hiện tại của tôi không nghiêm cẩn, nhưng tôi không nghĩ ra phương pháp có thể nghịch chuyển. Não bộ của người bị thương rất nặng, thân thể hắn cũng có vết thương trùng kích với trình độ khác nhau, nhưng nội tạng của anh ta không hề chịu thương tổn quá lớn, dùng tình huống của vụ nổ lúc đó để phân tích, điều này hình như không hợp lý. Tống Hoài Minh nghe trong chốc lát, cuối cùng không nhịn được chen vào nói, tôi muốn xác nhận một chuyện, Trương Dương có còn cứu được hay không? Tất cả mọi người trầm mặc, cuối cùng ánh mắt của tất cả chuyên gia đều tập trung trên người viện trưởng Lục Quốc Huy. Lục Quốc Huy ra hiệu cho mọi người lui ra trước, chờ trong phòng chỉ còn lại hắn và Tống Hoài Minh, hắn từ từ tới bên cạnh Tống Hoài Minh, đầy áy náy nói, bí thư Tống, thực sự xin lỗi, chúng tôi bất lực. Tống Hoài Minh nắm chặt hai tay, viện trưởng Lục. Loại trạng thái này của Trương Dương còn có thể duy trì bao lâu? Lục Quốc Huy nói, căn cứ vào phân tích và thảo luận về tình huống của bệnh nhân của chúng tôi vừa rồi thì trong 24 tiếng đồng hồ, anh ta có thể sẽ triệt để tiến vào trạng thái tử vong não. Hiện tại hô hấp của anh ta hoàn toàn là dựa vào máy hô hấp để duy trì, nếu như chúng tôi tắt máy hô hấp thì anh ta rất nhanh sẽ. Tống Hoài Minh giơ tay làm đồng tiếc bảo hắn dừng nói khẽ, hai người đã trải qua vụ nổ tương tự, vì sao hắn lại bị thương nặng như vậy? Lục Quốc Huy không thể giải thích vấn đề của Tống Hoài Minh. Tống Hoài Minh cũng không chờ mong đáp án của hắn, có chút mệt mỏi đi ra ngoài, khi cầm tay nắm cửa thì nói khẽ cấp cứu tới một khắc cuối cùng, tôi hy vọng con gái của tôi có thể tới kịp nhìn hắn lần cuối. Tống Hoài Minh ra tới bên ngoài thì nói với thư ký Trung Bồi Nguyên bên cạnh, giúp tôi gọi điện thoại cho Yên Nhiên. Tôi không biết nên nói với nó như thế nào. Tống Hoài Minh rất mệt ỏi, y lảo đảo đi hai bước rồi ngồi xuống ghế ở cuối hành lang. Cúi đầu, tâm tình xuống thấp tới cực điểm, nếu như Trương Dương gặp chuyện không may, Yên Nhiên không biết sẽ biết làm hành động đáng sợ như thế nào, Tống Hoài Minh hiểu con gái của mình, hiểu rõ tình cảm của nó đối với Trương Dương. Một bàn tay to vỗ nhẹ lên vai y, Tống Hoài Minh ngẩng đầu, nhìn thấy Cố Doãn Chi đang trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. Bí thư Cố, lời vừa ra khỏi miệng, Tống Hoài Minh mới nhận thấy giọng nói của mình có chút khàn khàn. Cố Doãn Chi nói, cậu ta sẽ không sao. Y đang an ủi Tống Hoài Minh, hoặc cũng là đang an ủi mình. Tống Hoài Minh vỗ vỗ mờ u bàn tay Cố Doãn Chi, nói khẽ, bác sĩ nói,
hắn trong 24 tiếng đồng hồ sẽ tiến vào trạng thái tử vong não. Cố Doãn Chi nói, không thể. Nguyên Hòa Hạnh Tử hiển nhiên may mắn hơn Trương Dương rất nhiều, cô ta sau khi được cứu thì tỉnh lại rất nhanh, hơn nữa khiến mọi người ngạc nhiên là, trừ một số vết bị thương ngoài ra thì cô ta không ngờ không bị thương tổn quá nặng, trước mắt tuy rằng cũng ở trong phòng bệnh giám hộ, nhưng cô ta đã có thể xuống giường hoạt động. Chuyện thứ nhất cô ta tỉnh lại chính là hỏi tình trạng của Trương Dương, nghe nói Trương Dương hôn mê bất tỉnh, Nguyên Hòa Hạnh Tử không hề biểu hiện ra vẻ bi thống, sự bình tĩnh của cô ta nằm ngoài ý liệu của mỗi người. Cố Doãn Chi ngay lập tức đi tới là vì nhận được điện thoại của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Nguyên Hòa Hạnh Tử ở trong điện thoại chỉ nói một câu nói, cha, Trương Dương đã xảy ra chuyện, con cần cha. Đi vào trong phòng bệnh của Nguyên Hòa Hạnh Tử, Cố Doãn Chi không nén được kích động trong lòng, y xưa nay luôn trầm ổn, trong ánh mắt của sen lẫn vẻ vui sướng và sầu lo. Nguyên Hòa Hạnh Tử nhìn thấy y, khẽ gật đầu, nói với nhân viên y tế chung quanh, mọi người có thể ra ngoài, tôi muốn nói chuyện riêng với bí thư Cố. Tất cả mọi người rời khỏi phòng bệnh giám hộ, trong phòng chỉ còn lại Cố Doãn Chi và Nguyên Hòa Hạnh Tử. Cố Doãn Chi ngồi xuống bên giường, không nén được kích động trong lòng, con không sao chứ. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, vươn tay ra nắm tay y, bọn họ nói Trương Dương rất nguy hiểm. Cố Doãn Chi mím môi, nén bi thương, gật đầu, nếu sự thật là vậy thì không cần thiết phải giấu giếm. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, con nhớ được không ít chuyện, nhớ được tình cảnh ô tô rơi xuống sông Niagara. Đôi mắt Cố Doãn Chi đỏ lên, trước mắt y là con gái, Hạnh Tử chính là giai đồng trước đây chính là Hạnh Tử hiện tại. Y không nói gì, chỉ ra sức nắm chặt tay con gái. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, con phải tiếp tục làm Hạnh Tử. Cố Doãn Chi mỉm cười nói, chỉ cần con bình an, là ai cũng không quan trọng. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, nếu như Trương Dương chết, cha coi như tất cả những việc này chưa xảy ra. Cố Doãn Chi nhìn con gái. Biết trong lòng cô ta nhất định giấu có rất nhiều bí mật, y chậm rãi gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, cha hiểu. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Trương Dương không sao. Cố Doãn Chi gật đầu, y nói khẽ, mạng của hắn luôn rất cứng, tên tiểu tử lằng nhằng như vậy, ông trời cũng không muốn nhận hắn. Khi Tang Bối Bối chạy đến bệnh viện thì Lệ Phù đã hoàn toàn bình tĩnh. Tang Bối Bối vốn định tới phòng giám hộ thăm Trương Dương thì lại bị Lệ Phù tóm lấy, nói khẽ, về trong xe nói chuyện. Tang Bối Bối cố nén nỗi bi thống trong nội tâm, hộ tống Lệ Phù xuống dưới lầu, cô ta rưng rưng nói, thế này là sao? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lệ Phù, nói có người cố ý phóng ra tin tức giả cho Nguyên Hòa Hạnh Tử, nói trong phòng Trương Dương ở có bom, nhưng thật ra là cài bom ở chỗ ở của Nguyên Hòa Hạnh Tử, trong ngoài tổng cộng có 11 quả bom, quả nào cũng có thể san phẳng nơi đó, Trương Dương tới đó nhắc nhở. Nhưng bọn họ chưa kịp rời khỏi thì bom đã bị người ta dẫn nổ. Nói tới đây nước mắt của Lệ Phù lại không nhịn được mà tuôn rơi. Trương Dương hiện tại như thế nào rồi? Lệ Phù nói, Nguyên Hòa Hạnh Tử không sao. Tôi hỏi cô Trương Dương thế nào? Tang Bối Bối kích động nói. Lệ Phù cắn cắn môi, run giọng nói bác sĩ nói trong 24 tiếng đồng hồ sẽ tử vong não. Hiện tại chỉ có tim đập, hô hấp tất cả dựa vào máy hô hấp duy trì. Tang Bối Bối lắc đầu, không thể, không thể, võ công của Trương Dương cao như vậy. Hắn sao có thể xảy ra chuyện, Nguyên Hòa Hạnh Tử không phải vẫn êm đẹp ư? Hắn sao có thể có chuyện? Lệ Phù nói, có lẽ hắn truyền cơ hội sống cho Nguyên Hòa Hạnh Tử. Tang Bối Bối tức giận nói, hắn sao có thể tàn nhẫn như vậy? Vì một nữ nhân Nhật Bản, chẳng lẽ có thể liều lĩnh hy sinh sinh mệnh của mình? Chương 2553, tử vong não 3. Lệ Phù lặng lẽ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, nói khẽ, đổi thành là cô thì hắn cũng sẽ làm vậy. Tang Bối Bối nghe thấy những lời này của Lệ Phù, sững sờ ở đó, đột nhiên cô ta gục vào tay lái khóc nức nở. Lệ Phù nhẹ nhàng vuốt vai của cô ta, an ủi, mạng Trương Dương cứng như vậy, hắn sao có thể xảy ra chuyện. Nói cô ta đang an ủi Tang Bối Bối thì chẳng thà bảo cô ta đang an ủi mình, nói xong, cô ta cũng không nhịn được mà bật khóc. Tang Bối Bối ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói, tôi mặc kệ ảnh hưởng quốc tế, ai có liên quan tới vụ nổ bom này, tôi sẽ giết chết hắn, có một giết một. Có 1.000 giết 1.000. Trong lòng Lệ Phù thật ra cũng có ý nghĩ như cô ta, nói khẽ có lẽ Nguyên Hòa Hạnh Tử có thể nói cho chúng ta biết một số manh mối. Nguyên Hòa Hạnh Tử cùng hộ sĩ tới phía trước cửa sổ quan sát, lúc này em gái của Trương Dương Triệu Tĩnh, em rể Đinh Triệu Dũng cũng nghe tin chạy đến, trong thân nhân của Trương Dương chỉ có hai người bọn họ ở Đông Giang, cho nên sau khi nhận được thông chi thì ngay lập tức chạy tới nơi này.
Triệu Tĩnh khi nghe thấy bác sĩ báo cho biết bệnh tình thì té xỉu, lúc này vừa mới tỉnh lại, đang khóc không thành tiếng. Ninh Triệu Dũng cũng hai mắt đẫm lệ, hắn vừa giúp đỡ Triệu Tĩnh ngồi xuống vừa vội vàng thông chi cho người nhà của Trương Dương. Lời nói của bác sĩ đã khá minh bạch, tuy rằng Ninh Triệu Dũng cũng không tin Trương Dương xảy ra chuyện, nhưng sự thật lại ở ngay trước mắt. Nguyên Hòa Hạnh Tử từ ngoài cửa sổ nhìn Trương Dương trong phòng, Trương Dương lẳng lặng nằm trên giường, không nhúc nhích, giống như đứa nhỏ đang ngủ say, cô ta trong lòng đau xót, nhưng lại không khóc, xoay người nhanh chóng rời khỏi, đi được vài bước thì nhận thấy được phía sau có tiếng bước chân. Nguyên Hòa Hạnh Tử dừng chân, bên tai nghe thấy giọng nói của Lệ Phù, tôi muốn nói chuyện với cô. Nguyên Hòa Hạnh Tử gật đầu, hai người trở lại trong phòng, Lệ Phù đóng cửa phòng lại, giờ phút này biểu hiện của cô ta rất bình tĩnh. Có điều khiến cô ta ngạc nhiên là, Nguyên Hòa Hạnh Tử còn bình tĩnh hơn mình. Lệ Phù nói, nếu như không phải vì cứu cô, hắn sẽ không biến thành thế này. Tôi biết. Lệ Phù nói, tôi phải báo thù cho hắn, mặc kệ người nào làm chuyện này, tôi cũng sẽ khiến hắn phải trả giá đắt. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, hắn nếu chết thì tôi sẽ chết với hắn. Lệ Phù nói, cái này cũng không thể bồi thường được gì. Cô chết cùng hắn có lẽ có thể được an ủi trên tâm lý. Nhưng cô không đại biểu được cho người khác, không bồi thường được nỗi đau khổ vì mất hắn của người khác. Cô ta tạm dừng một chút rồi nói, hắn vẫn luôn coi cô là Cố Giai Đồng, hắn không phải cứu cô, mà là Giai Đồng. Lệ quang trong mắt Nguyên Hòa Hạnh Tử thoáng hiện, nhưng cô ta rất nhanh đã khống chế được tình tự của mình, mỉm cười nói, bọn họ sẽ không từ bỏ ám sát tôi, bởi vì tôi là Nguyên Hòa Hạnh Tử, chỉ cần tôi còn sống trên thế giới này thì tài sản của tập đoàn Nguyên Hòa sẽ không mất. Lệ Phù nói, người nào? Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, Mỹ Huệ Tử, người này rất không đơn giản, cô ta hiện tại đã rời khỏi Đông Giang, không biết các cô đuổi theo có kịp không? Lệ Phù nói, chúng tôi đã phong tỏa tất cả tin tức, lập tức sẽ có người dẫn cô lặng lẽ rời khỏi nơi này, tin tức của cô sẽ bị phong tỏa nghiêm mật. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, có lẽ tôi còn sống so với chết thì giá trị hơn, chỉ cần tôi còn sống, bọn họ sẽ không từ bỏ ám sát tôi. Lệ Phù nói, chúng tôi sẽ hợp tác với phía Nhật Bản một khi tuyên bố tin tức cô tử vong, hung phạm phía sau màn tất nhiên sẽ trồi lên mặt nước. Cô ta Nguyên Hòa Hạnh Tử Nguyên Hòa Hạnh Tử rồi nói, hắn nguyện ý phối hợp với hành động chúng tôi ư. Nguyên Hòa Hạnh Tử nói, vì Trương Dương, bất kỳ chuyện gì cũng có thể. Có suy nghĩ như vậy không chỉ một mình Nguyên Hòa Hạnh Tử, Lệ Phù như vậy, Tang Bối Bối cũng như vậy. Sau khi phát sinh vụ nổ, Quốc An nhanh chóng áp dụng hành động. Ngay lập tức khống chế tỉnh Thượng Tĩnh và Trung đảo Xuyên Thái, về phần Mỹ Huệ Tử, đã rời khỏi Trung Quốc từ trước, hiện tại đang ở Nhật Bản. Khi Kiều Mộng Viện và Thường Hải Tâm đến Đông Giang thì đã là sáng sớm ngày hôm sau, ở trước phòng bệnh, họ gặp An Ngữ Thần, Hải Lan, Hồ Nhân Như và Hà Hâm Nhan cũng đồng dạng từ Hong Kong tới thăm Trương Dương. Thật ra bọn họ phần lớn đều hiểu rõ sự tồn tại của Trương Dương ở trong lòng mình, nếu như đổi thành bình thường thì gặp như vậy không khỏi sẽ sinh ra xấu hổ. Nhưng hôm nay thì khác, trong lòng mỗi người chỉ còn lại sự bi thương, bọn họ đã xem nhẹ những việc khác. Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như không nghi ngờ gì nữa là hai người có lý trí nhất trong đó, họ sau khi hỏi thăm nhau, Kiều Mộng Viện nói, sinh tử của Trương Dương chưa rõ, tôi biết tâm tình của mỗi người, nhưng có câu tôi vẫn phải nói. Những cô gái này tất cả đều nhìn Kiều Mộng Viện nói, Yên Nhiên buổi chiều sẽ tới, tôi nghĩ, chúng ta có lẽ nên lưu lại nhiều thời gian cho họ hơn. Bất kể trong lòng mọi người thương tâm thế nào, nhưng nếu ngay cả chút lý trí tối thiểu này cũng không làm được thì tôi vẫn hy vọng đừng tới. Hà Hâm Nhan che miệng bật khóc đầu tiên, cô ta lắc đầu, tôi không làm được, tôi không khống chế được bản thân, tôi ở lại. Hải Lan ôm cánh tay của nàng, cô ta cũng khóc không thành tiếng. Sau khi mấy người thương lượng, quyết định để Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như đại biểu cho mọi người đi thăm, người khác thì chờ đợi tin tức ở bên trong xe dưới lầu. Khi Kiều Mộng Viện ra khỏi thang máy TH bước chân lảo đảo, Hồ Nhân Như đỡ lấy cô ta, nói khẽ, Mộng Viện, kiên cường một chút, chúng ta có thể làm được, ít nhất anh ấy vẫn còn sống mà. Kiều Mộng Viện gật đầu, vươn tay ra, hai người tay nắm tay. Tầng lầu Trương Dương ở đã bị giới nghiêm, một là để bảo đảm an toàn cho hắn, tránh để phóng viên quấy nhiễu, trên thực tế cửa lớn tòa nhà phòng bệnh của hắn đã nghiêm cấm phóng viên đi vào. Không phải quan hệ thân thiết thì không cho phép vào thăm hỏi. Cho dù là Kiều Mộng Viện cũng vậy, nếu như không phải thính trưởng thính công an tỉnh Cao Trọng Hòa vừa hay ở đây thì cô ta cũng khó được vào. Sự thật chứng minh lời nhắc nhở của Kiều Mộng Viện ở ngoài cửa là cần thiết, vào những lúc như thế này, nếu như ai cũng tới thì sẽ chỉ làm chuyện trở nên phiền toái hơn.
Cao Trọng Hòa nhìn thấy là Kiều Mộng Viện tới thì vội vàng bảo người để cô ta vào. Kiều Mộng Viện buông tay Hồ Nhân Như, tay hai người nắm nhau đã đến mức đau nhói rồi. Cao Trọng Hòa đặt nhẹ tay lên vai Kiều Mộng Viện, Mộng Viện, sao cô lại tới đây? Sau khi hỏi những lời này, y lập tức cảm thấy có chút dư thừa. Kiều Mộng Viện đến khẳng định là vì Trương Dương, về chuyện xấu giữa hai người bên ngoài cũng đồn thổi không ít, Cao Trọng Hòa sao lại không biết? Kiều Mộng Viện nói, tôi tới thăm Trương Dương. Cao Trọng Hòa thở dài, y không phải cố ý, không phải cố ý giả vờ, tình huống của Trương Dương quả thực không được lạc quan. Kiều Mộng Viện nói, nhìn cái rồi đi. Chương 2554, tử vong não 4. Hồ Nhân Như nói, tình huống của anh ấy thế nào? Không phải mỗi người đều có tố chất tâm lý giữ bình tĩnh trước bi thương lớn, hiện tại mỗi một khắc đối với Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như mà nói đều là một loại tra tấn. Họ rõ ràng đang thống khổ nhưng lại phải giả bộ bình tĩnh, lại phải giả vờ là người bàng quan, phải bảo trì bình tĩnh và khắc chế, thậm chí không thể khóc một cách thống khoái. Cao Trọng Hòa lắc đầu, nói ra tình hình thực tế, bác sĩ nói tình huống không được. Thật ra tình huống thực sự là bác sĩ đã tuyên bố Trương Dương cứu được, Cao Trọng Hòa ở trước mặt hai nữ hài tử này không đành lòng nói ra. Đôi mắt Kiều Mộng Viện đỏ lên, cô ta nhớ tới lời nói mới rồi của mình, cố gắng khống chế bi thống trong lòng. Không thể khóc, bất kể xảy ra chuyện như thế nào thì cũng quyết không thể rơi nước mắt ở đây, điều cô ta có thể làm chính là cố gắng bảo vệ Trương Dương. Cao Trọng Hòa dẫn họ tới bên ngoài phòng giám hộ, qua cửa sổ thủy tinh nhìn vào bên trong, tay Hồ Nhân Như và tay Kiều Mộng Viện nắm chặt nhau, hai người cũng có thể cảm thấy đối phương đang run run, cũng đều có thể cảm thấy loại bi thống thấu xương tủy của đối phương. Phía sau truyền đến tiếng khóc, chính là mẹ của Trương Dương, Từ Lập Hoa và Triệu Tĩnh chạy tới. Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như bên trong, lặng lẽ lui sang một bên, Từ Lập Hoa ghé vào cửa sổ thủy tinh, nhìn ra được bà ta đang cố gắng khống chế nỗi đau, nhưng vẫn không khỏi phát ra tiếng khóc, vai không ngừng run run, gọi một tiếng thằng ba rồi hai chân mềm nhũn, không ngờ hôn mê bất tỉnh. Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như vội vàng bước lên đỡ bà ta. Đưa Từ Lập Hoa vào phòng nghỉ, Kiều Mộng Viện và Hồ Nhân Như không hề ở lại mà đi ngay. Khi Từ Lập Hoa tỉnh dậy thì phát hiện bí thư tỉnh ủy Tống Hoài Minh đang ở bên cạnh mình, bà ta lau nước mắt, run giọng nói, bí thư Tống. Muốn đứng dậy. Tống Hoài Minh thở dài nói, bà thông ra, bà nằm nghỉ ngơi đi, đừng đứng lên, đừng đứng lên. Từ Lập Hoa nói, thằng ba, nó, không nói được hết đã lại bật khóc. Trong lòng Tống Hoài Minh cũng vô cùng khổ sở, y nói khẽ Trương Dương là đứa trẻ ngon, tôi tin cát nhân tất có thiên tướng. Nó sẽ không sao, nhất định sẽ không sao. Tống Hoài Minh quả thực nghĩ như vậy, nếu như Trương Dương không tránh khỏi một kiếp này, y thật sự không dám tưởng tượng con gái sẽ như thế nào, y hiểu tình cảm của Yên Nhiên đối với Trương Dương nếu chết, nó chỉ sợ. Tống Hoài Minh thậm chí không dám nghĩ tiếp, vỗ vỗ mờ u bàn tay Từ Lập Hoa chị yên tâm, đã mời chuyên gia khoa não giỏi nhất trong nước, phía bệnh viện cũng sẽ cung cấp trị liệu hàng đầu thế giới. Từ Lập Hoa nói, bí thư Tống, tôi biết ngài sẽ tận sức. Tôi chỉ thương cho đám trẻ, nó và Yên Nhiên vẫn chưa kết hôn. Tống Hoài Minh nói chỉ nghỉ ngơi đi, tôi hiểu cả mà. Tống Hoài Minh rời khỏi phòng nghỉ, đây là lần thứ hai sau khi Trương Dương gặp chuyện không may y tới bệnh viện, nhìn thấy hành lang trống không, trừ cảnh sát phụ trách canh gác ra thì chỉ có Cao Trọng Hòa ở đó, y nói với Cao Trọng Hòa tôi vừa rồi hình như nhìn thấy Mộng Viện. Cao Trọng Hòa nói, vừa mới tới thăm, nhưng đi rồi, nói còn có việc. Tống Hoài Minh gật đầu, nói khẽ, bí thư Cố ngày hôm qua cũng tới, y là tới thăm Nguyên Hòa Hạnh Tử à? Cao Trọng Hòa nói khẽ tin tức Nguyên Hòa Hạnh Tử tử vong đã tuyên bố ra ngoài rồi, bí thư Cố cũng đi rồi. Tống Hoài Minh nói, lão Cao, tôi không muốn gây áp lực cho anh, tôi biết anh minh bạch, nhưng tôi vẫn phải tỏ thái độ của tôi, vụ nổ lần này phải tra ra kết quả thật nhanh. Cao Trọng Hòa nói, căn cứ vào kết quả tham thảo của chúng tôi và phía quốc an, chúng tôi chuẩn bị. Hắn lặng lẽ nhìn Tống Hoài Minh một cái rồi mới tiếp tục, bất kể kết quả trị liệu như thế nào thì chúng tôi đều chuẩn bị tuyên bố với bên ngoài là Trương Dương đã tử vong não. Tống Hoài Minh có chút mệt mỏi nhắm hai mắt lại, nói khẽ, đợi chút, chờ Yên Nhiên về đã có được không? Cao Trọng Hòa nói, được. Chuyên gia khoa não Vô Tử Lương cũng được Bắc Cảng mời đến Đông Giang, y tới bên giường quan sát tình trạng trước mắt của Trương Dương một chút, đo xem chúng còn có Tả Hiểu Tình. Trước mắt Tả Hiểu Tình đang công tác trong bệnh viện của y, nghe nói Trương Dương gặp chuyện không may. Tả Hiểu Tình kiên trì cùng với Vu Tử Lương tới đây,
Phu Tử Lương nhìn thấy bộ dạng khóc như mưa của cô ta thì thật sự không đành lòng cự tuyệt, nhưng y cũng đưa ra điều kiện của mình, ở Bắc Cảng có thể khóc, trên đường cũng có thể khóc, thậm chí đến Đông Giang cũng có thể khóc, nhưng sau khi tiến vào phòng bệnh thì tuyệt đối không được khóc. Tả Hiểu Tình nhìn thì nhu nhược mà không ngờ thực sự làm được như vậy, cho dù là nhìn thấy Trương Dương đang bất tỉnh, cho dù nước mắt lưng tròng, nhưng cô ta vẫn kiên trì không nói tiếng nào, tuyệt đối không để nước mắt rơi xuống trước mặt người khác. Phu Tử Lương nhìn sóng não đồ mới nhất của Trương Dương, đa số thời gian đều là thẳng tắp, ước chừng cứ cách thì sẽ có một tia dao động mỏng manh. Nếu như hình dung não bộ của một người là biển lớn, vậy thì dao động mỏng manh này thậm chí cũng không thể dấy lên được bọt sóng. Căn cứ vào ý kiến của chuyên gia khác, hoàn toàn có thể tuyên bố Trương Dương đã tử vong não, nhưng vì thân phận đặc thù của Trương Dương, không ai tiện nói gì, nhưng điều này cũng không có nghĩa là trong lòng bọn họ không nghĩ vậy. Rất nhiều chuyên gia cho rằng tất cả những gì phía bệnh viện đang làm trước mắt căn bản là đang lãng phí thời gian và tiền tài. Phu Tử Lương đánh mắt ra hiệu cho Tả Hiểu Tình, hai người cùng nhau tới văn phòng, ở đó đã chuẩn bị xong tất cả bệnh lịch và kết quả kiểm tra của Trương Dương. Phu Tử Lương đọc rất nghiêm túc, ước chừng qua nửa giờ, hai vị chuyên gia khoa não khác là Từ Lương Đống và Phương Huấn Sinh đều đang chờ ý kiến của y. Phu Tử Lương nói, não bộ không có tụ huyết. Thậm chí từ trên CT cũng không nhìn ra bất kỳ tổn thương gì. Từ Lương Đống nói, tuy rằng không tìm thấy ổ bệnh cụ thể, nhưng não bộ của người bệnh nhất định tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, từ việc hắn mất tự chủ hô hấp cho thấy, não bộ của hắn đã bị hao tổn cơ năng cơ bản một cách nghiêm trọng. Não hắn tuy rằng không có tổn thương rõ ràng, nhưng đã không có sóng não, hoàn toàn phù hợp với khái niệm tử vong não trong y học của chúng ta. Phương Huấn Sinh gật đầu, tỏ vẻ công nhận lời nói của Từ Lương Đống. Hắn nói khẽ, tôi đưa ra một ví dụ không thỏa đáng, hiện tại não bộ của người bị thương giống như bên trong quả cam bị hỏng bên trong, ngoài mặt thì thấy rất toàn vẹn, nhưng bên trong đã. Phu Tử Lương chưa kịp lên tiếng thì Tả Hiểu Tình đã lên tiếng kháng nghị, quả nhiên rất không thỏa đáng, CT chứng minh kết cấu não bộ của người bệnh không hề xuất hiện vấn đề lớn, không tìm thấy ổ bệnh, sao lại ví như quả cam bị hỏng, cái gì gọi là tử vong não? Rõ ràng sóng não đồ biểu hiện hắn còn tồn tại sóng điện não. Hắn còn có sóng điện não, chỉ cần có một tia hy vọng thì chúng ta không thể từ bỏ trị liệu, chúng ta là bác sĩ. Vì sao các ông nhận định hắn đã chết? Vì sao không nghĩ cách cứu hắn? Vì sao, Tả Hiểu Tình nói tới đây, không thể khống chế được tình cảm trong lòng, nước mắt tuôn ra. Chuyên gia ở đây đều kinh ngạc nhìn cô ta, trừ Vu Tử Lương ra, những người khác đều không hiểu vì sao biểu hiện của cô ta lại kích động như vậy. Tả Hiểu Tình đứng lên, cúi người thật sâu, xin lỗi. Cô ta che miệng rồi vừa khóc vừa chạy ra ngoài. Cửa phòng đóng lại phía sau cô ta, văn phòng lâm vào một mảng yên lặng. Phương Huấn Sinh và Từ Lương Đống mặt rất khó coi, tuy rằng bọn họ cũng đều biết Tả Hiểu Tình không phải là nhằm vào bọn họ, nhưng tình cảnh vừa rồi quả thực khiến bọn họ có chút sượng mặt. Phu Tử Lương chậm rãi đặt tờ CT xuống, ngày đầu tiên tôi làm bác sĩ, lão sư đã nói với tôi, y học là một ngành học nghiêm cẩn, công tác của chúng ta chính là quan hệ tới sức khỏe và sinh mệnh của con người. Không thể có nửa điểm qua loa, chúng ta phải tôn trọng sự thật, bất kỳ chẩn đoán nào của chúng ta đều cần thành lập trên cơ sở sự thật khách quan. Trương Dương trước mắt quả thực có một số bệnh trạng phù hợp với chẩn đoán tử vong não, nhưng xin mọi người chú ý tới một điểm quan trọng nhất, hắn không phải không có sóng điện não. Tuy rằng mỏng manh, tuy rằng khoảng cách rất lâu, nhưng chúng ta không ai có thể phủ nhận sóng điện não có tồn tại. Phương Huấn Sinh nói, lúc ban đầu thì 5 phút đồng hồ có thể nhìn thấy một lần dao động. Hiện tại đã biến thành nửa giờ, loại tình huống này còn có thể tiếp diễn. Phu Tử Lương nói, cho dù là 1 năm một lần, đối với người bị thương mà nói thì đó chính là cơ hội khôi phục của hắn. Chúng ta đừng xem nhẹ sóng điện mỏng manh này, có lẽ chúng ta không nhìn thấy, nhưng mỗi người chúng ta cũng không thể xem nhẹ ý chí và sự ngoan cường của cơ thể người. Nhất là loại người trẻ tuổi như Trương Dương, cho dù hắn lâm vào hôn mê thời gian dài, trong tiềm thức hắn cũng sẽ không tha tờ bỏ, chỉ một tia lửa cũng có thể gây ra đám cháy lớn. Có lẽ chúng ta không biết cứu hắn như thế nào. Nhưng chúng ta tuyệt đối không thể bởi vậy mà cho rằng hắn đã lâm vào tử vong não, đã thành một hoạt tử nhân, chỉ cần có một tia hy vọng, chúng ta nên toàn lực ứng phó. Có lẽ mấu chốt khang phục của hắn không ở trên người chúng ta mà ở chính hắn. Chúng ta cần cung cấp cho hắn sự ủng hộ, cho hắn cơ hội, cho nên điều chúng ta có thể làm chính là kiên nhẫn hơn một chút. Chúng ta phải kiên nhẫn hơn, vĩnh viễn không thể từ bỏ hy vọng. Chương 2555, thất thường 1. Tả Hiểu Tình chạy ra ngoài cửa, dựa vào góc tường lặng lẽ khóc, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ vai cô ta,
xoay người lại nhìn thì ra là Vu Tử Lương ra theo, y đưa một chiếc khăn tay cho Tả Hiểu Tình. Tả Hiểu Tình nói, xin lỗi giáo thụ Vu. Vu Tử Lương mỉm cười nói, không trách cô, mỗi người đều có lúc không khống chế được tình cảm của mình, những lời vừa rồi cô nói tôi cũng muốn nói. Tả Hiểu Tình nói, Trương Dương, anh ấy còn có cơ hội khang phục hay không? Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Vu Tử Lương lập tức trở nên ngưng trọng, y xoay người nhìn về phía phòng giám hộ, nói khẽ cô đã là một bác sĩ đủ tư cách, tôi không cần thiết phải giấu cô, tôi cũng thúc thủ vô sách đối với tình trạng trước mắt của Trương Dương. Vừa rồi tôi đã nói một số lời mà cô không nghe thấy, chúng tôi không có cách nào cũng không có nghĩa là Trương Dương không có hy vọng khang phục, có lẽ tình trạng của Trương Dương đã vượt quá phạm chủ nhận chi của chúng ta, cô và tôi hiểu rõ Trương Dương có rất nhiều bản lĩnh mà người bình thường không có. Tôi tuy rằng không nhìn thấy hiện trường vụ nổ, nhưng thông qua miêu tả vừa rồi của thính trưởng Cao, tôi cũng hiểu, bất kỳ ai dưới tình trạng đó đều sẽ tan thành mây khói, nhưng Trương Dương và Nguyên Hòa Hạnh Tử vẫn hoàn chỉnh tồn lưu. Uy lực của vụ nổ nếu không thể xé toang thân thể bọn họ, không thể đoạt đi sinh mệnh của bọn họ sẽ có cơ hội khang phục, nhất định là có. Cho nên việc chúng ta phải làm chính là ủng hộ hắn, cô có tin Trương Dương có thể tỉnh lại hay không? Tả Hiểu Tình dưng dưng gật đầu nói, nhất định có thể. Vu Tử Lương mỉm cười nói, chỉ cần trong lòng tràn ngập hy vọng thì cơ hội vĩnh viễn sẽ có. Sở Yên Nhiên trạng vạng hôm đó tới trạng vạng, sau khi xuống phi cơ, lập tức tới bệnh viện. Hai vợ chồng Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh đặc biệt tới sân bay đón cô ta, Tống Hoài Minh lo lắng nhất chính là đứa con gái bảo bối này, y biết vị trí của Trương Dương trong lòng con gái, thậm chí so với người làm cha như y thì còn quan trọng hơn. Sở Yên Nhiên sau khi xuống máy bay chỉ chào họ, trừ câu này ra thì không nói gì nữa cả, vẻ mặt của cô ta tuy rằng cố giả vờ trấn định, nhưng khi Tống Hoài Minh cầm tay con gái, lập tức phát hiện, đã sớm mất nhiệt độ bình thường. Sở Yên Nhiên không phải không muốn hỏi. Cô ta là không dám hỏi, trên đường đi, cô ta không có một khắc nào dám nhắm mắt lại, trước khi nhìn thấy Trương Dương, cô ta không dám hỏi bất kỳ tin tức nào có liên quan tới hắn, bởi vì Sở Yên Nhiên lo lắng mình sẽ bởi vì không chịu nổi kích thích mà tùy thời gục ngã. Trong ánh mắt Liễu Ngọc Oánh cũng tràn ngập vẻ lo lắng, bà ta cầm tay Yên Nhiên, nói khẽ, đừng lo, tất cả đều sẽ ổn thôi. Nói tới đây, bà ta lập tức cảm thấy ánh mắt tràn ngập trách cứ của chồng, Liễu Ngọc Oánh cắn cắn môi. Bà ta minh bạch chồng là muốn bà ta giữ im lặng, vào những lúc như thế này, có lẽ im lặng là sự an ủi tốt nhất. Tình tất cả mọi người chú ý tới thương của Trương Dương thì Cố Doãn Chi lại lặng lẽ rời khỏi Đông Giang, về Kinh Thành, mục đích của y là Tiết gia. Tiết Thế Luân chưa bao giờ nghĩ tới sau khi cha mất, Cố Doãn Chi còn có thể chủ động đăng môn tới thăm, nghe bảo mẫu nói ra tên của Cố Doãn Chi, y sửng sốt 10 giây rồi mới nói, mời hắn vào. Sau khi nói xong thì lập tức phủ định lời nói mới rồi của mình, để tôi ra đón hắn. Cố Doãn Chi mặc kiểu áo tôn trung sơn màu tím, đứng ngoài cửa lớn của Tiết gia, cảnh sắc cuối mùa thu luôn khiến cho người ta cảm thấy hưu quạnh. Cố Doãn Chi nhớ tới Tiết lão lúc sinh tiền, nhớ tới đủ loại tình cảnh trước đây mình ở chung với Tiết lão, thấy vật thức tình, y cảm thấy Tiết gia tựa hồ cũng theo sự ra đi của Tiết lão mà tiến vào cuối mùa thu của gia tộc. Cuối mùa thu đến, kế tiếp liệu có phải là rét đậm hay không? Cửa lớn chậm rãi mở ra, Tiết Thế Luân không nhanh không chậm từ trong tiểu lâu đi ra, nhìn thấy Cố Doãn Chi bên ngoài, y mỉm cười, nụ cười vừa hiện ra thì liền cứng đờ trên mặt, bởi vì y cảm thấy một loại áp lực khiến cho người ta hít thở không thông, cảm giác này bắt đầu khiến y bất an. Cố Doãn Chi lẳng lặng đứng đó, trên mặt y không có nụ cười, cũng không có phẫn nộ, nhìn Tiết Thế Luân tựa như nhìn người qua đường, trong ánh mắt không phải biểu đạt ra vẻ xa lạ mà là đạm mạc. Trong lòng Tiết Thế Luân bắt đầu cảm thấy xao động và phẫn nộ, hắn rất ghét ánh mắt của Cố Doãn Chi lúc này, ánh mắt này tràn ngập khí thế trên cao nhìn xuống. Tiết Thế Luân đi đến trước mặt Cố Doãn Chi, không hề lập tức mời y vào ngồi, mà là cười một tiếng cười của y rất vang, thậm chí còn khiến y giật mình, cũng chỉ có y mới hiểu, tiếng cười này của mình là cố gắng như thế nào mới đột phá được áp lực vô hình mà Cố Doãn Chi tạo thành cho mình. Cố Doãn Chi vẫn không, ánh mắt đạm mạc nhìn y. Tiết Thế Luân vươn tay ra, nhìn như nhiệt tình vỗ vai y, Doãn Chi huynh, đã lâu rồi không gặp. Cố Doãn Chi nói, quả thực có một thời gian dài không gặp. Tiết Thế Luân nói, tôi nhớ rõ lần gặp mặt gần nhất của chúng ta là ngày chúc thọ lão gia tử. Cố Doãn Chi nói, tôi không nhớ rõ, y vẫn đứng đó, không chút lay động. Tiết Thế Luân bỏ tay ra khỏi vai Cố Doãn Chi, lắc đầu nói, không chỉ là anh, rất nhiều người đều không nhớ rõ. Nếu như lão gia tử còn tại thế, có lẽ sẽ còn người nhớ.
Tiết Thế Luân đang trình bày một sự thật, người đi trà lạnh, cha đi rồi, hào quang chính trị của Tiết gia cũng ảm đạm rồi theo. Ở Trung Quốc, tiền cũng không thể đại biểu cho địa vị của một người, muốn khiến người khác tôn kính anh thì phải có quyền lực. Cố Doãn Chi lạnh lùng nói, khi Tiết lão còn sống, tôi đã về hưu. Vô quan nhất thân khinh, Cố Doãn Chi sẽ không bởi vì quyền thế của người khác mà cúi đầu, càng không bởi vì người khác thất thế mà lựa chọn lảng tránh, y tin công đạo ở trong lòng người. Tiết Thế Luân gật đầu, tôi cũng quên, Doãn Chi huynh ở bên ngoài vẫn luôn tuyên bố cha tôi là ân sư của anh. Cố Doãn Chi nói, người Trung Quốc chú ý trung tín hiếu đế lễ nghĩa liêm sỉ, một ngày làm thầy cả đời làm cha, Tiết lão vĩnh viễn là ân sư của tôi, có thể ở trong lòng ông ta, tên đệ tử này vẫn chưa đủ xuất sắc, nhưng tôi tin, ông ta sẽ không lấy làm hổ thẹn vì tôi, ông ta là cha của anh, chắc hẳn anh từ trên người ông ta học được nhiều thứ hơn tôi. Nụ cười trên mặt Tiết Thế Luân triệt để biến mất, Cố Doãn Chi hôm nay đăng môn chẳng lẽ để giáo huấn mình. Nếu như thực sự là như vậy, y đã tính sai rồi, Tiết Thế Luân lạnh lùng nói, anh vẫn thích quanh co lòng vòng như vậy, có gì không phải thì nói cho rõ đi, đừng chọn dùng phương thức như vậy, là muốn lộ ra vẻ cao thâm khó hiểu của mình ư. Chương 2556, Thất Thường 2. Cố Doãn Chi lạnh lùng cười nói, không biết anh thấy sao, tôi thủy chung cho rằng, trước khi phán đoán một chuyện hay một người, đầu tiên phải để tâm tính của mình bằng phẳng, một người ngay cả mình cũng không thể nhận rõ thì không có quyền bình phán người khác. Tiết Thế Luân gật đầu, rất tốt, anh vẫn như trước đây, thủy chung không thay đổi, thích đặt mình ở điểm cao của đạo đức. Cố Doãn Chi nói, có người sống cả đời, nhưng lại không biết đạo đức là gì. Tiết Thế Luân nói, tôi nghĩ chúng ta không cần thiết phải nói nữa. Y xoay người đi. Cố Doãn Chi nói, anh đứng lại, tôi hôm nay từ Đông Giang bay đến đây, sau đó tới tìm anh, là để nói với anh một chuyện. Tiết Thế Luân dừng chân, tin anh không phải tới vì tôi. Cố Doãn Chi nói, nguyên hòa hạnh tử chính là giai đồng. Tiết Thế Luân ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, mặc kệ cô ta là ai, tôi không quan tâm, giữa tôi và họ không có quan hệ gì cả, nếu như gượng ép nói là có thì chính là vì anh. Cố Doãn Chi nói, giai đồng đã về, nhưng nó lại rời khỏi tôi, có người ở chỗ nó ở đặt 11 quả bom, muốn dồn nó và Trương Dương vào chỗ chết. Tiết Thế Luân xoay người lại, vẻ mặt của y rất bình thản. Ngược lại nở nụ cười vui sướng khi người khác gặp họa, vì sao phải nói những việc này với tôi? Muốn tôi đồng tình với anh, an ủi anh ư? Xin lỗi, anh tìm nhầm người rồi. Chẳng lẽ anh cho rằng tất cả những việc này đều là tôi làm ư? Tiết Thế Luân tôi anh trong mắt anh đã sớm không phải là người tốt, nhưng tôi vẫn chưa tới mức đi làm loại chuyện này. Tôi vì sao phải làm? Cho tôi một lý do, đưa ra cái mà anh gọi là chứng cớ, nếu như anh thực sự có chứng cớ thì cứ tìm người bắt tôi đi. Cố Doãn Chi nói, có biết Tiết lão cả đời này coi trọng nhất là gì hay không? Tiết Thế Luân nhìn y. Cố Doãn Chi nói, vụ án này bước đầu điều tra rõ có liên quan tới người Nhật Bản. Nếu đã tra được thì vì sao không đi bắt bọn họ? Vì sao không đi báo thù cho con gái anh? Đúng rồi, Trương Dương hình như trên danh nghĩa của là con rể anh, chẳng trách anh lại biểu hiện ra vẻ thương tâm như vậy. Nén bi thương thuận biến đi, anh già rồi, không thể quá thương tâm được. Người đầu bạc tiễn người đầu xanh tất nhiên đáng thương, nhưng anh nếu xảy ra chuyện gì thì còn có ai có thể giải oan cho họ? Còn có ai có thể ra mặt cho họ? Cố Doãn Chi không hề sự kích thích của Tiết Thế Luân mà phẫn nộ, sự bình tĩnh của y vượt xa mong muốn của Tiết Thế Luân. Cố Doãn Chi nói, người ta có thể bất hiếu, có thể bất nghĩa, nhưng không thể bất trung. Một người bất kể ôm mục đích gì, bất kể xuất phát từ lý do nào thì cũng không thể phản bội quốc gia mình. Ái quốc là căn bản lập của một người. Nếu như ngay cả điểm này cũng không làm được, như vậy hắn căn bản không xứng làm người, càng đừng nói gì tới những cái khác. Nội tâm Tiết Thế Luân kịch chấn, sắc mặt của y trong nháy mắt trở nên tái nhợt, những lời này không phải do Cố Doãn Chi nói đầu tiên, là cha y, Tiết lão lúc sinh tiền dạy bảo bọn họ. Cố Doãn Chi nói, những lời này chắc anh đã quên rồi hả? Tôi thì không quên. Tiết Thế Luân giận dữ hét, anh có tư cách gì mà giáo huấn tôi? Cố Doãn Chi nói, hiện tại tôi có thể nói với anh, năm đó anh thật sự đã làm sai, tôi cũng sai, nếu như tôi báo cáo tất cả sai lầm của anh, vậy cái chờ anh không chỉ là bị cách chức. Tiết Thế Luân hầm hầm nhìn Cố Doãn Chi, anh đã hủy đi tiền đồ của tôi, hủy đi tương lai của tôi. Cố Doãn Chi nói, tôi tuy rằng giúp anh bù đắp sai lầm, nhưng tôi lúc ấy sợ sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Tiết lão, tôi trong xử lý vấn đề đã lựa chọn tránh nặng tìm nhẹ. Tiết lão về sau từng hỏi tôi chuyện năm đó. Anh có dám vỗ ngực nói năm đó,
khoản tiền ấy anh tất cả chỉ dùng để đầu tư, không tiêu một xu nào vào việc riêng hay không? Tiết Thế Luân lớn tiếng nói, tôi đã trả tất cả tiền cho anh rồi, chuyện đã qua nhiều năm như vậy rồi, vì sao anh vẫn cứ tóm lấy không buông? Tiền là của quốc gia, không phải là của tôi, anh trả lại cũng không có nghĩa là có thể bồi thường tất cả sai lầm của anh, cũng không có nghĩa là có thể phủ định chuyện anh bởi vì tham lam mà phạm tội. Chuyện cho dù đã qua nhiều năm, nhưng anh cũng không thể phủ nhận sự thật đã từng phát sinh. Lời nói của Cố Doãn Chi không nhanh không chậm, nhưng trong thanh âm lại tràn ngập uy lực không thể kháng cự. Tiết Thế Luân nói, vẫn luôn là như vậy, anh vẫn luôn có thói quen coi mình là một thánh nhân. Cố Doãn Chi nói, không phải thánh nhân, cho nên tôi mới có thể phạm sai lầm, mỗi người đều phải trả giá cho sai lầm mà mình phạm phải, không ai có thể ngoại lệ. Tiết Thế Luân nói, anh nói xong chưa? Cố Doãn Chi nói, theo tôi được biết, khoản tiền anh đã dùng, anh không có năng lực hoàn lại, Tiết Lão cũng sẽ không giúp anh căn bản không dám cho ông ta biết, bởi vì anh minh bạch, trong mắt ông ta không thể có được một hạt cát. Tiết Thế Luân nói, không phải ai cũng bán đứng bằng hữu giống như anh. Cố Doãn Chi gật đầu, rất vui vì có thể nghe thấy anh nói ra từ bằng hữu này, ít nhất cũng chứng minh, anh từng coi tôi là bằng hữu. Tiết Thế Luân nói, chính là anh trên người anh tôi mới hiểu được một đạo lý. Bằng hữu thật ra chỉ dùng để bán. Cố Doãn Chi nói, nhớ lại năm đó, có biết tôi nghĩ như thế nào hay không? Tiết Thế Luân lắc đầu, không biết y rốt cuộc là muốn biểu đạt không biết, hay là muốn biểu đạt không có hứng thú. Cố Doãn Chi nói, tôi không phải bằng hữu đủ tư cách, bằng hữu chân chính khi anh phạm sai lầm không nên lựa chọn giúp anh che giấu chân tướng sự thật, mà là phải dạy anh nhận sai, người đó cho anh mượn tiền, giúp anh bịt lỗ hổng này, anh có lẽ đến giờ vẫn cảm kích hắn. Nhưng theo tôi thấy, hắn cũng không tính là bằng hữu của anh, hành vi của hắn cũng không phải là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, mà là khiến anh càng chạy càng xa trên con đường sai lầm, đến giờ anh vẫn chưa nhận ra sai lầm của mình. Tiết Thế Luân nói, anh không có tư cách giáo huấn tôi. Cố Doãn Chi nói, tôi tuy rằng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng tôi đã biết Giai Đồng chính là Nguyên Hòa Hạnh Tử, là ai xuống tay với nó ở sông Niagara, vẫn cho rằng nó đã chết. Nhưng nó lại bị người ta biến thành Nguyên Hòa Hạnh Tử, trở thành một người Nhật Bản mà ngay cả bản thân nó cũng không biết. Tiết Thế Luân nói, anh cho rằng tất cả những điều này có liên quan tới tôi ư? Dựa theo logic của anh, tôi hận anh, tôi muốn đối phó con gái của anh, nhưng tôi vì sao muốn để cô ta sống? Vì sao muốn cô ta trở thành Nguyên Hòa Hạnh Tử? Anh không cảm thấy những gì mà anh nói quá mức hoang đường ư? Suy nghĩ ngây thơ như vậy không ngờ lại phát sinh trên người anh. Là tôi nghe lầm hay là anh thật sự già tới hồ đồ rồi? Chương 2557, Thất Thường 3. Vẻ mặt của Cố Doãn Chi Thủy Trung vẫn bất phi sở động, y nói khẽ tôi không muốn nhiều lời làm gì, tự anh tự giải quyết cho tốt, đừng để Tiết Lão hổ thẹn, đừng để gia môn của mình phải bị long đong. Tiết Thế Luân giận dữ hét, tôi không cần anh tới chỉ điểm. Cố Doãn Chi nói, tôi hiện tại tuy rằng chỉ là một thảo dân, nhưng chỉ cần tôi nguyện ý. Tôi vẫn có thể khiến anh không mảnh đất cắm rùi ở đây, không tin, anh cứ thử xem. Cố Doãn Chi bỏ đi, đi rất tiêu sái, rất thản nhiên. Tiết Thế Luân nhìn bóng dáng của y, dùng sức nắm chặt quyền đầu, thân thể y rõ ràng đang run rẩy, y cho rằng mình vì phẫn nộ mà vậy, nhưng y lại minh bạch. Trong đó nhất định bao hàm thành phần sợ hãi. Khi Tiết Vĩ Đồng lái xe về thì vừa hay nhìn thấy Cố Doãn Chi rời đi, cô ta không biết đã xảy ra chuyện gì. Lái xe tới đỗ bên cạnh cha, dừng xe. Đẩy cửa bước xuống, cha, con phải tới Đông Giang ngay lập tức. Nghe nói Trương Dương. Tiết Thế Luân gần như thô bạo ngắt lời của cô ta, sự sống chết của hắn có liên quan gì tới con. Cha, trong mắt Tiết Vĩ Đồng tràn ngập vẻ bất khả tư nghị. Tiết Thế Luân sau khi phát tiết một hồi thì lại đột nhiên bình tĩnh, mấp máy môi, cha. Cha có chút không thoải mái, y xoay người bước đi. Từ sau khi sự việc Tư Tình với Cảnh Thiên Thu năm đó bại lộ, Triệu Vĩnh Phúc cả người suy sụp. Trung Kỷ ủy đã tiến hành điều tra sâu về quan hệ của hắn và Cảnh Thiên Thu, tuy rằng Triệu Vĩnh Phúc trên kinh tế rất trong sạch, nhưng tư tình của y và Cảnh Thiên Thu đã nghiêm trọng xúc phạm tới tình cảm của nhà bố vợ. Giang Lão đã tỏ ý rõ ràng đoạn tuyệt tất cả quan hệ với đứa con rể bội bạc này. Triệu Vĩnh Phúc dùng danh nghĩa nghỉ bệnh rút khỏi vị trí người đứng đầu của tập đoàn Thái Hồng, tổ chức cũng không giữ lại. Tuy rằng thời gian tốt nhất của Triệu Vĩnh Phúc còn 2 năm, tuy rằng trong lúc y chấp trưởng đại quyền của Thái Hồng, xí nghiệp này thực sự đã phát triển và vươn lên trở thành long đầu của ngành sắt thép trong nước,
nhưng lúc này lại không ai lên tiếng vì y, thậm chí không ai nguyện ý nói một câu tốt đẹp cho y. Tường đổ người đẩy, trong khoảng thời gian này câu Triệu Vĩnh Phúc nghĩ đến nhiều nhất chính là câu này, trừ phối hợp với điều tra của Ủy ban Kỷ luật ra, trong khoảng thời gian này Triệu Vĩnh Phúc du rú trong nhà, y thậm chí éo mình không được chú ý tới chuyện của Cảnh Thiên Thu, hiện giờ y đã là Bồ Tát đất qua sông, bản thân còn khó bảo toàn, cho dù y còn quan tâm tới Cảnh Thiên Thu thì cũng hữu tâm vô lực. Triệu Vĩnh Phúc cầm cốc rượu vang lên, nhìn chén rượu, đôi mắt mông lung tựa hồ nhìn thấy con trai Triệu Quốc Lương, gần đây không biết là vì sao, bất kể ban ngày hay đêm tối, chỉ cần y nhắm mắt lại thì sẽ nhìn thấy đứa con út đã qua đời nhiều năm đang mỉm cười với mình, mỗi khi nghĩ đến hắn, nội tâm Triệu Vĩnh Phúc đau như dao cắt. Y đã dần dần quen dùng rượu để gây tê mình, y cầm chén rượu lên nốc cạn. Buông chén rượu, cầm bình rượu đang chuẩn bị rót thì một bàn tay thò ra túm lấy bình rượu, ngăn cản động tác của y. Triệu Vĩnh Phúc ngẩng đầu, nhìn thấy con trai lớn Triệu Quốc Cường. Triệu Vĩnh Phúc lắc đầu nói, anh đừng quản tôi không cần anh lo cho tôi. Triệu Quốc Cường nói, cha, con tới đây không phải để quản cha, mà là nói với cha một tiếng, con phải đi rồi. Triệu Vĩnh Phúc ngây ra một thoáng, đi đâu, y rất nhanh liền minh bạch, lớn rồi, có sự nghiệp của riêng mình, được, cũng nên đi rồi. Triệu Quốc Cường nói, Trương Dương đã xảy ra chuyện, hắn và Nguyên Hòa Hạnh Tử ở Đông Giang bị người ta mai phục bom làm nổ bị thương, Nguyên Hòa Hạnh Tử đã qua đời, Trương Dương vẫn đang được cấp cứu, thính tỉnh bảo con về phụ trách vụ án này. Triệu Vĩnh Phúc nói, Trương Dương, chết rồi ư. Triệu Quốc Cường lắc đầu, hắn ngồi xuống bên cạnh cha đừng uống nữa, cứ tiếp tục như vậy sức khỏe sẽ hỏng mất. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi không uống rượu thì có thể làm gì nữa. Tôi đã về hưu rồi. Cũng nên hưởng thụ nhân sinh một chút, không cần ngụy trang trước mặt người khác nữa, muốn làm gì thì làm, muốn uống rượu thì liền uống. Y muốn cầm chén rượu lên, nhưng lại bị Triệu Quốc Cường giật lấy. Triệu Vĩnh Phúc tức giận nói, ngay cả anh cũng quản tôi. Tôi ngay cả một chút tự do cũng không có ư. Triệu Quốc Cường nói, cha, Cảnh Thiên Thu hôm nay đã chính miệng thừa nhận, chuyện của Quốc Lương cô ta biết, sự kiện đó của cô ta chị gái Vương Quân Giao của cô ta làm. Cô ta cũng tham dự vào sự kiện đó. Triệu Vĩnh Phúc cả người giống như con tò te lặng im ngồi đó, bỗng nhiên y giật lấy rượu vang, ngửa cổ tu ừng ực, rượu vang còn lại vốn không nhiều lắm, rất nhanh đã bị y uống sạch, Triệu Vĩnh Phúc lay động bình rượu, cho tôi lấy bình nữa cho tôi. Đừng uống, cha có thể tỉnh táo chút để nghe con nói hay không? Cha có thể đừng trốn tránh nữa được không? Triệu Vĩnh Phúc vươn tay ra giật chén rượu trong tay con trai, Triệu Quốc Cường phẫn nộ giơ chén rượu lên. Hung hăng ném xuống đất, chén rượu vỡ tan, rượu bay ra, đỏ sẫm giống như máu tươi. Triệu Vĩnh Phúc tựa hồ bị tiếng thủy tinh vỡ làm cho giật mình, y quay sang con trai, đột nhiên giơ tay lên. Triệu Quốc Cường nhìn cha, trong ánh mắt không hề có vẻ sợ hãi. Tay Triệu Vĩnh Phúc chậm rãi hạ xuống, nắm thành quyền, sau đó thì hung hăng nện vào ngực mình, từng cái một, miệng y há rất to, nhưng lại không ứa ra được một giọt nước mắt nào. Cha! Triệu Quốc Cường, lệ nóng doanh tròng hắn xông lên ôm chặt lấy người cha. Triệu Vĩnh Phúc giãy giụa giống như một con sư tử, nhưng y hắn liền mất đi lực lượng, dựa vào vai con trai, khóc thành tiếng như trẻ con, không. Không, Quốc Cường, đây không phải sự thật, anh nói cho tôi biết tất cả không phải sự thật đi. Triệu Quốc Cường ôm cha, thật ra cha đã sớm đoán được, cha đã đoán được rồi. Triệu Vĩnh Phúc không biết từ đâu có lực lượng, y giãy ra khỏi lòng con trai. Lão đảo đứng dậy, tôi không biết, tôi đối với cô ta tốt như vậy, cô ta vì sao lại đối đãi như vậy, vì sao? Triệu Quốc Cường nói, cô ta vẫn luôn hận cha, cho rằng là cha hại cô ta mất đứa con. Cả người Triệu Vĩnh Phúc đã triệt để bị sụp đổ, y lão đảo bước về phía phòng mình, tôi không tin. Triệu Quốc Cường nói, chúng con đang truy tra nơi hạ lạc của Vương Quân Giao, Cảnh Thiên Thu và Vương Quân Giao đều là thành viên của tập đoàn rửa tiền. Cảnh Thiên Thu ở bên trong tập đoàn chỉ là một nhân vật bé nhỏ không đáng kể. Triệu Vĩnh Phúc lẩm bẩm nói, cô ta vì sao lại đối với tôi như vậy? Triệu Quốc Cường nói, sát hại Quốc Lương, mục đích của bọn họ không chỉ là giá họa cho Trương Dương, cha nói cho con biết, rốt cuộc là ai hận cha như vậy? Triệu Vĩnh Phúc bước về phía cầu thang, tới lối vào thang lầu, y tóm lấy tay vịn, chỉ có dựa vào động tác này y mới không ngã xuống, anh đi, để tôi bình tĩnh một chút. Để tôi nghỉ ngơi một chút. Triệu Quốc Cường tràn ngập lo lắng nhìn cha, trong lòng hắn không khỏi có chút hối hận, sớm biết rằng chân tướng tàn khốc như vậy, không nên nói với cha.
Triệu Vĩnh Phúc gian nan về phòng mình, đóng cửa phòng, ngồi trên giường, tay ôm đầu, liều mạng vò mái tóc hoa dâm, y hy vọng đau đớn mà loại ngược này mang đến có thể giảm bớt đau khổ trong lòng, nhưng sự thật chứng minh, cách làm của y chỉ phí công. Qua hồi lâu, Triệu Vĩnh Phúc cuối cùng cũng bình tĩnh, y đứng lên, tới trước két sắt, mở két sắt, từ tầng dưới chót lấy ra một tập ảnh, run run rẩy rẩy mở ra, một tấm ảnh bên trong rơi xuống, y nhặt bức ảnh đó đó, ảnh là ba người chụp chung. Người ngoài cùng bên trái là y, bên phải là Tiết Thế Luân. Ánh mắt Triệu Vĩnh Phúc cuối cùng dừng hình trên mặt một người ở giữa, đó là Cố Doãn Chi lúc tráng niên, mình trong ảnh và Tiết Thế Luân thì đang là tuổi trẻ, phong nhã hào hoa. Bối cảnh là bờ biển mênh mông vô bờ. Triệu Vĩnh Phúc ngơ ngác nhìn bức ảnh đó, nhớ tới những chuyện trước đây. Tiếng gõ cửa phá vỡ sự trầm tư của Triệu Vĩnh Phúc, Triệu Quốc Cường bởi vì lo lắng cho cha, đi theo tới ngoài cửa phòng y. Triệu Vĩnh Phúc hít sâu một hơi, vào đi. Lúc này Triệu Vĩnh Phúc đã hoàn toàn bình tĩnh. Triệu Quốc Cường đẩy cửa đi vào trong phòng, nhìn thấy cha không sao, mới yên lòng. Triệu Vĩnh Phúc đưa bức ảnh đó cho con trai. Triệu Quốc Cường cầm lấy ảnh, nhìn một lát rồi nói khẽ, bí thư Cố Doãn Chi, Tiết Thế Luân. Triệu Vĩnh Phúc gật đầu, tấm ảnh này đã hơn 20 năm rồi, khi đó Cố Doãn Chi đang đảm nhiệm bí thư thị ủy Lương Bắc, Tiết Thế Luân đảm nhiệm bí thư huyện ủy huyện Đại Cô, tôi lúc ấy đảm nhiệm quản đốc nhà máy sắt thép Lương Bắc, tôi và Tiết Thế Luân đều là cấp dưới của bí thư Cố. Triệu Quốc Cường tuy rằng đoán được bọn họ trước đây từng quen nhau, nhưng không ngờ quan hệ giữa bọn họ thân mật như vậy. Triệu Vĩnh Phúc nói, đại khái là năm 75, khi đó Tiết Lão đã được sửa lại án xử sai, một lần nữa đảm nhiệm chức vị quan trọng. Tiết Thế Luân tới huyện Đại Cô chưa lâu, tôi và Tiết Thế Luân thì quen nhau ở trường, tôi học hơn y 2 năm, biết người này rất thông minh, rất có khả năng, khi ở trường học đã thích làm náo động, nhưng hắn rất nghe lời Tiết Lão, trong trường hạo kiếp đó. Rất nhiều con cháu đều vội vàng phân rõ, với người nhà gặp rủi ro, nhưng Tiết Thế Luân thì không, bất kể là lúc nào, y cũng khăng khăng cha mình là đảng viên ưu tú nhất, là người bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin kiên định nhất, anh không tự mình kinh lịch qua trường hạo kiếp đó. Anh sẽ không hiểu được, một người ngày hôm qua còn đang ở thiên đường, hôm nay đã lưu lạc xuống địa ngục. Chương 2558, Thất Thường 4. Triệu Quốc Cường không quấy nhiễu hồi ức của cha. Triệu Vĩnh Phúc nói, bởi vì Tiết Lão, Tiết Thế Luân bị đuổi học, xuống nông thôn, cải tạo, những cực khổ mà tất cả đám người tuổi trẻ các anh không thể tưởng tượng được hắn cơ hồ đều gặp. Nếu như hắn chịu tố giác cha mình, nguyện ý phân rõ giới hạn với Tiết Lão, hắn vốn không cần chịu nhiều tra tấn như vậy. Nhưng hắn trong điểm này rất kiên trì, cho dù chết cũng không chịu nói xấu Tiết Lão một chữ, sự quật cường và ương ngạnh của hắn đã được không ít người tôn kính. Triệu Quốc Cường bởi vì miêu tả của cha về Tiết Thế Luân mà nghĩ tới mình, nếu như mình ở thời đại đó, mình có thể ương ngạnh như Tiết Thế Luân hay không? Triệu Vĩnh Phúc nói, Tiết Lão vào những năm 60-70 đã trải qua vô số chìm nổi, nhưng ông ta cùng dùng ý chí kiên cường để đứng dậy, ý chí kiên cường của những nhà cách mạng giai cấp vô sản thế hệ trước đa số người không bằng được. Vào giữa những năm 70, oan tình của Tiết Lão được rửa sạch, một lần nữa được giao trọng trách, nhân sinh của Tiết Thế Luân cũng theo đó mà thay đổi. Hắn ở trường đảng học tập một đoạn thời gian, đã được đưa tới huyện Đại Cô, làm ở vị trí thư ký trưởng huyện ủy Đại Cô 2 tháng liền được thăng nhiệm làm phó huyện trưởng, năm đó đặc biệt được đề thăng thành huyện trưởng, vào mùa thu năm thứ 2 thì đảm nhiệm bí thư huyện ủy Đại Cô, đây không chỉ bởi vì sức ảnh hưởng của Tiết Lão mà được chiếu cố, cũng nhờ năng lực cá nhân siêu cường của y. Nhưng khuyết điểm của Tiết Thế Luân cũng vô cùng rõ ràng, y làm việc rất thích đao to búa lớn, là bằng hữu tôi từng khuyên hắn, làm việc phải đóng vững đánh chắc. Không thể ăn một miếng mà béo được. Hắn trả lời tôi, hắn đã bỏ phí quá nhiều thời gian, cho nên hắn muốn nắm bắt tất cả thời gian, tất cả cơ hội, hắn phải đòi lại những gì đã mất. Triệu Quốc Cường lặng lẽ pha một ly trà cho thân. Triệu Vĩnh Phúc nói, người nhắc nhở y không chỉ có tôi, Cố Doãn Chi cũng hắn không ít lời khuyên, bởi vì Tiết Lão là ân sư của Cố Doãn Chi, cho nên y cũng vô cùng chiếu cố Tiết Thế Luân. Thật ra nếu như Tiết Thế Luân dựa theo tình thế lúc đó mà phát triển ổn thỏa, như vậy thành tựu của hắn hiện tại trong chính trị tuyệt đối sẽ không dưới đám người chúng tôi, vào lúc đó, hắn cũng đã biểu hiện ra sở trường ở phương diện quản lý kinh tế, huyện Đại Cô dưới sự thống trị của y, tổng thu nhập kinh tế năm đó tăng gấp 2, từ huyện nghèo khó nhất Lương Bắc trở thành hạt huyện dẫn đầu, năng lực của hắn được rất nhiều người công nhận. Lúc ấy có rất nhiều lời ủng hộ đưa hắn tiến vào thường ủy thành phố Lương Bắc. Triệu Vĩnh Phúc uống ngụm trà rồi tiếp tục, người chính là kỳ quái như vậy, khi một người ở trong nghịch cảnh, hắn có lẽ có thể bảo trì tâm tính đơn thuần, bất khuất,
nhưng một khi người ta vượt qua được nghịch cảnh tiến vào giai đoạn đắc ý, lại là lúc nhân sinh dễ lật thuyền nhất. Thành tích và vinh dự khiến Tiết Thế Luân có chút lâng lâng, hắn thậm chí trong trường hợp công khai chỉ trích sự bảo thủ của Cố Doãn Chi, trên đại hội đảng năm đó, mọi người đều cho rằng Tiết Thế Luân tiến vào thường ủy thành phố Lương Bắc là chuyện ván đã đóng thuyền, nhưng chuyện phát triển lại khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Cố Doãn Chi dùng quyền lực của y một phiếu phủ quyết chuyện này. Triệu Quốc Cường không khỏi kinh hô, chuyện này phát triển quả thực có chút lòng vòng, với quan hệ giữa Tiết Lão và Cố Doãn Chi, y vốn không nên ném ra lá phiếu phủ quyết này. Triệu Vĩnh Phúc nói, bởi vì sự kiện đó mà Tiết Thế Luân và Cố Doãn Chi xảy ra một hồi xung đột, nội tình xung đột cụ thể thì ngoại giới cũng không rõ lắm, chỉ là từ sự kiện đó Tiết Thế Luân tựa hồ nhún mình hơn nhiều, nhưng hắn không hề bởi vì lần vấp ngã đó mà đắm chìm. Vẫn đẩy mạnh cải cách đại cô, nếu như luận về nhân vật đi đầu trong cải cách Trung Quốc thì Tiết Thế Luân khẳng định có thể được coi là một trong số đó. Đại khái sau khi hắn không trúng cử vào thường ủy nửa năm thì đột nhiên có một ngày hắn tìm tới tôi. Triệu Vĩnh Phúc theo bản năng nắm chặt chén trà. Triệu Quốc Cường đã ý thức được chuyện kế tiếp cha muốn nói sẽ trọng yếu phi thường, lặng lẽ nhìn cha. Triệu Vĩnh Phúc nói, hắn tìm tôi vay tiền, bảo tôi chuyển 3 vạn đồng cho hắn. 3 vạn đồng. Triệu Vĩnh Phúc nói, 3 vạn đồng hiện giờ thì không tính là gì, nhưng vào thời đó, tiền lương phổ biến của chúng tôi vẫn chỉ 3-40 đồng, 3 vạn đồng là mục tiêu mà một gia đình nghèo phấn đấu cả đời cũng không đạt được, khi đó trong nước vẫn chưa có cách nói triệu phú, nhà máy sắt thép của chúng tôi lợi nhuận hàng năm còn không tới 10 vạn đồng. 3 vạn đồng là một con số trên trời, tôi lúc ấy không lấy ra được khoản tiền này, trong sổ sách của xí nghiệp có tiền, nhưng tôi nếu tham ô khoản tiền này thì vận chính là tham ô công khoản. Tôi thừa nhận lúc đó quả thực từng do dự, dù sao tôi và Tiết Thế Luân cũng có giao tình nhiều năm, nhưng tôi cũng phải suy nghĩ cho tiền đồ của mình, tuy rằng hắn lời thề son sắt nói chỉ dùng một tuần, nhưng tôi sau khi thâm tư thục lự vẫn cự tuyệt hắn. Triệu Quốc Cường gật đầu, cách làm của cha không nghi ngờ gì nữa là chính xác, nếu như ông ta đem khoản tiền đó cho Tiết Thế Luân mượn, chỉ sợ cũng sẽ không có được địa vị và thành tựu như hôm nay. Triệu Vĩnh Phúc nói, tôi đến bây giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt oán độc của Tiết Thế Luân khi đi, hắn nói với tôi, sẽ nhớ kỹ ngày tôi cự tuyệt hắn. Tôi nhớ rõ lúc ấy, khi tôi đưa cho hắn 1.000 đồng mà tôi tích góp, bị hắn hất đi, hắn bảo tôi đừng vũ nhục hắn. Triệu Quốc Cường nói, lòng dạ của người này rất có vấn đề. Triệu Vĩnh Phúc nói, sau khi sự kiện đó phát sinh không lâu, hắn làm trên vị trí bí thư huyện ủy một tháng, về sau lại chủ động từ chức, tuy rằng không biết vì chuyện gì. Nhưng tôi biết chuyện hắn từ chức khẳng định có liên quan tới 3 vạn đồng đó, chỗ nợ đó phải bồi thường, nếu như không làm được thì hắn sẽ vào tù, tôi nghĩ nhất định có người khác đã giúp hắn. Triệu Quốc Cường nói cha, có lẽ chuyện này chính là căn nguyên Tiết Thế Luân cừu hận cha và Cố Doãn Chi, hắn tìm cha vay tiền nhưng bị cự tuyệt, hắn từ chức chắc là vì áp lực của bí thư Cố. Cho nên hắn cho rằng là bí thư Cố đã hủy tiền đồ chính trị của hắn, hủy tương lai của hắn. Triệu Vĩnh Phúc nói, thứ thực sự hủy diệt tương lai của hắn là bản thân hắn. Triệu Quốc Cường nói, con và Trương Dương từng tham thảo chuyện này, dựa theo cách nói của cha, lòng trả thù của Tiết Thế Luân này rất mạnh, hắn liệu có thủy chung ghi nhớ đoạn cừu hận này, cái chết của Quốc Lương, cái chết của Cố Giai Đồng, sau lưng hai sự kiện này rốt cuộc có liên quan tới hắn hay không? Triệu Vĩnh Phúc nói, nếu như hắn thực sự là hung phạm phía sau màn, cho dù là liều cái mạng già tôi cũng sẽ không tha cho hắn. Triệu Quốc Cường nói, phạm tội có cao minh tới mấy cũng vẫn tồn tại sơ hở, còn tin cách ngày hắn bại lộ không xa nữa đâu. Hắn tạm dừng một chút rồi nói cha, con nghĩ cha nên gặp mặt bí thư Cố, câu thông một chút về chuyện xảy ra năm đó, ông ta đối với chuyện này chắc là hiểu nhiều hơn cha. Biểu hiện của Sở Yên Nhiên trấn định và kiên cường hơn xa sự tưởng tượng của mỗi người, sau khi đến bệnh viện, cô ta không hề tới thăm hỏi Trương Dương, mà là trước tiên lựa chọn tới chỗ Từ Lập Hoa. An ủi mẹ chồng tương lai, Tống Hoài Minh cảm thấy con gái mình thực sự đã trưởng thành rồi. Từ Lập Hoa hiển nhiên đang cực lực khắc chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng chảy. Sở Yên Nhiên cuối cùng mới tới phòng giám hộ, theo yêu cầu của cô ta, chỉ có một mình cô ta vào trong phòng, Sở Yên Nhiên thay quần áo cách ly, tới bên giường, Trương Dương trầm tĩnh nằm trên giường, hình dáng của hắn cũng không có thay đổi gì, nhưng Thủy Chung vẫn nhắm mắt. Sở Yên Nhiên cầm tay hắn. Đặt tay hắn lên mặt mình rồi nhẹ nhàng vuốt ve, Trương Dương, em tới rồi. Khi nói những lời này, nước mắt thuận theo hai gò má chậm rãi chảy xuống. Tống Hoài Minh và Liễu Ngọc Oánh đứng ngoài cửa sổ, nhìn tình cảnh bên trong, hốc mắt Tống Hoài Minh đã ươn ướt. Liễu Ngọc Oánh xoay em gì đó. K.
kề chán vào vai Tống Hoài Minh rồi khóc nức nở. Sở Yên Nhiên lau nước mắt, anh sẽ không chết, anh nhất định là đang lừa em có đúng không, em biết anh vẫn luôn thích lừa em mà, trong lòng em hiểu hết, anh chính là một tên hỗn đản triệt để, nhưng em chính là không quên được anh không thể chết được, không thể bỏ em lại được, không thể vô trách nhiệm như vậy. Trương Dương, anh tỉnh lại đi. Trương Đại Quan Nhân vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Mấy vị chuyên gia xuất hiện trước cửa phòng giám hộ, lần này Sở Yên Nhiên đi máy bay tư nhân tới, đi cùng cô ta còn có chuyên gia khoa não mà cô ta đặc biệt mời đến từ nước Mỹ. Đây không phải bởi vì cô ta không yên tâm với trình độ chữa bệnh của Vu Tử Lương, mà là cô ta không muốn từ bỏ bất kỳ một cơ hội nào để cứu trị cho Trương Dương. Chương 2559, bùng nổ 1. Chuyên gia nước Mỹ xem xét tất cả kết quả kiểm tra. Sau khi ở hiện trường chẩn đoán cho Trương Dương thì cũng đưa ra kết luận nhất trí với chuyên gia phía Trung, trên cơ bản đã có thể tuyên bố Trương Dương tiến vào trạng thái tử vong não. Khoảng cách sóng điện não mỏng manh sinh ra cũng đã từ nửa tiếng biến thành một tiếng, mà hiện tại cách lần trước sóng điện não sinh ra đã qua 3 tiếng đồng hồ. Mấy vị chuyên gia nước Mỹ nhún vai, nói họ cũng lực bất tòng tâm với Sở Yên Nhiên. Sở Yên Nhiên kiên cường nhất bắt tay biểu đạt lòng biết ơn với bọn họ, sau khi mọi người rời đi. Cô ta giữ một mình Vu Tử Lương lại, nói khẽ, giáo thụ Vu, những chuyên gia nước Mỹ tôi mời tới về rồi, không phải không tín nhiệm y thuật của ngài, chỉ là tôi nghĩ nhiều người thì nhiều biện pháp. Vu Tử Lương mỉm cười nói, Sở tiểu thư, cô không cần giải thích, tôi là bằng hữu của Trương Dương, tôi không thể không quan tâm, thân gia thì cũng đưa bệnh lịch của hắn thông qua mạng gửi tới các bằng hữu trên thế giới, hy vọng tiếp thu ý kiến quần chúng, hy vọng có thể có thêm biện pháp. Cảm ơn. Vu Tử Lương nói, mặc dù trên lý luận thì chẩn đoán của bọn họ không sai, nhưng tôi luôn cảm thấy có một số việc một số người rất kỳ dị. Trương Dương là một người đặc thù trong số những người tôi biết, bản thân hắn có võ công cường đại, y thuật thần kỳ, tôi cho rằng sinh mệnh lực của hắn hơn xa người thường. Lúc này Tả Hiểu Tình vẻ mặt lúng túng từ trong phòng giám hộ đi ra, cả kinh nói, giáo thụ Vu, đã qua 3 tiếng rưỡi rồi, sóng điện não vẫn chưa sinh ra. Hơn nữa huyết áp của anh ta đang theo thời gian trôi qua mà không ngừng hạ thấp. Vu Tử Lương xoay người đi vào trong phòng giám hộ. Sở Yên Nhiên không hề đi theo, tay để trên trán, nhắc nhở mình, càng vào những lúc như thế này, càng không thể khóc, không thể loạn. Tống Hoài Minh tới bên cạnh con gái, nói khẽ Yên Nhiên, cha có chuyện muốn thương lượng với con. Sở Yên Nhiên gật đầu, đi theo cha sang phòng nghỉ bên cạnh. Tống Hoài Minh kéo tay con gái ngồi xuống sofa. Đưa cho cô ta một chén trà nóng, uống một ngụm trà đi, cha nghe bọn họ nói con cả một đêm không ăn gì rồi. Sở Yên Nhiên nói, không khát, cũng không đói. Tống Hoài Minh nói, Yên Nhiên, cha biết tâm tình hiện tại của con, nhưng hiện tại ý kiến của các chuyên gia đều rất rõ ràng, Trương Dương đã tiến vào trạng thái tử vong não. Sở Yên Nhiên nói, anh ta sẽ không chết. Giọng nói của cô ta tuy rằng rất khẽ, nhưng ngữ khí tràn ngập kiên định. Tống Hoài Minh nói, Yên Nhiên. Nhưng không thể không đối mặt với hiện thực được. Sở Yên Nhiên ngẩng lên nhìn cha, hiện thực chính là con yêu anh ta hơn cả sinh mạng của mình. Nội tâm Tống Hoài Minh cảm thấy đau đớn như dao cắt, y lần đầu tiên phát hiện, con gái có thần kinh cứng cỏi như trúc già trong thâm sơn, cũng có sự chấp nhất không gì thay đổi được, nó sẽ không bỏ cuộc, cho dù chỉ có một tia hy vọng cũng sẽ không từ bỏ. Tống Hoài Minh nói, căn cứ vào đề nghị của phía công an và quốc an, bọn họ hy vọng có thể tuyên bố ra ngoài là Trương Dương đã tử vong. Y nói xong, lại vội vàng bổ sung, đây không phải là ý của cha, tuyên bố tin tức này là để mau chóng dụ ra tên hung phạm phía sau màn, báo thù cho Trương Dương. Sở Yên Nhiên lạnh lùng nói, ai là hung phạm con không để ý, con chỉ quan tâm tới sống chết của Trương Dương. Tống Hoài Minh nói, phía bệnh viện đã bất lực. Sở Yên Nhiên nói, con mang anh ta đi, anh ta một ngày chưa tỉnh thì con sẽ ở bên anh ta một ngày. Một năm không tỉnh thì con sẽ ở bên anh ta một năm, nếu như cả đời không tỉnh lại thì con mỗi ngày sẽ ở bên cạnh trông anh ta. Khi Sở Yên Nhiên nói những lời này vô cùng bình tĩnh, nhưng mắt Tống Hoài Minh đã đỏ lên. Y cảm thấy một cỗ xung động khó có thể hình dung đang sộc lên hốc mắt và mũi, y dùng tay che miệng, một lúc sau mới áp chế được cỗ xung động này, khi nói chuyện thì giọng nói đã trở nên khàn khàn, Yên Nhiên, con. Sao phải vậy? Sở Yên Nhiên nói, con tôn trọng cuộc sống của cha. Cho nên con cũng muốn cha tôn trọng lựa chọn của con. Tống Hoài Minh gật đầu, nhìn thấy vẻ mặt của con gái lúc này, y minh bạch mình phải tôn trọng, bất kể trong lòng mình nghĩ như thế nào, quyết định của Yên Nhiên cũng sẽ không thay đổi. An Đức Hằng bị tiếng khởi động cửa phòng làm cho bừng tỉnh,
không đợi hắn minh bạch chuyện gì xảy ra thì một cú đấm đã nện lên mặt hắn, sau đó thì phầm mặt bị cái gối bịt lên, hắn rất nhanh liền không chịu nổi, tứ chi liều mạng quẫy đạp, nhưng khi hắn cho rằng mình chắc chắn phải chết rồi thì đối phương bỏ gối ra, cùng lúc đó đèn trong phòng bật sáng. Tang Bối Bối vẻ mặt bi phẫn nhìn An Đức Hằng, cô ta giơ súng trong tay lên, họng súng lạnh như băng dí vào trán An Đức Hằng. An Đức Hằng run giọng nói, làm gì thế? Cô muốn làm gì? Các cô đã hỏi tôi đã khai hết, vì sao còn muốn giết tôi? Tang Bối Bối tức giận nói, Trương Dương đã, nói, giữa anh và người Nhật Bản rốt cuộc có cấu kết gì? Trừ Tiết Thế Luân ra, anh ở sau lưng còn giao dịch tin tức với ai? An Đức Hằng nói, tôi đã nói tất cả những gì tôi biết rồi, tôi. Bùm! Một tiếng súng vang lên, đạn của Tang Bối Bối bắt sượt qua mang tai An Đức Hằng, bắn gần tới mức khiến tai trái của An Đức Hằng huyết nhục mơ hồ. An Đức Hằng sợ đến nỗi hồn phi phách tán, đừng, đừng. Hắn lúc này mới nhớ tới Tang Bối Bối vừa rồi nói Trương Dương chết, nếu như Trương Dương thực sự đã chết, nữ nhân này sẽ trở nên điên cuồng và bất chấp hậu quả. Hắn run giọng nói, tôi không lừa cho, tôi thực sự không lừa cô, tất cả đều là kế hoạch của Tiết Thế Luân, tất cả là hắn ở phía sau màn sai khiến. Tang Bối Bối lại giơ súng lên, Lệ Phù từ bên ngoài xông vào, tức giận nói, Tang Bối Bối, cô làm gì thế? Tang Bối Bối nói, tôi muốn giết tên hỗn đản này, nếu như không phải đám người này cấu kết với người Nhật Bản, cũng sẽ không hại chết Trương Dương. Lệ Phù cầm tay cô ta, ghé vào tai cô ta nói, có lẽ hắn thực sự không biết. Sau khi Lệ Phù dẫn Tang Bối Bối rời khỏi, Tang Bối Bối dựa vào vai cô ta rồi bật khóc, rất nhanh cô ta liền nín khóc, ném tất cả giấy tờ và đơn từ chức lên bàn, tôi từ chức. Lệ Phù nhìn cô ta, cô muốn làm gì? Tang Bối Bối nói, từ nay về sau tôi không còn liên quan gì tới quốc an nữa. Lệ Phù nói, cô có phải muốn đi ám sát đám nhân vật khả nghi này để báo thù cho Trương Dương hay không? Tang Bối Bối không nói gì, hiển nhiên là đúng với suy đoán của Lệ Phù. Chương 2560, bùng nổ 2. Lệ Phù nói, cô bình tĩnh một chút được không? Khát vọng muốn báo thù của tôi không kém cô một chút nào, nhưng chúng ta phải hiểu, Tiết Thế Luân chỉ là một thành viên trong tập đoàn này. Còn có người khác nữa, muốn báo thù cho Trương Dương thì phải tóm lấy tên hung phạm thực sự phía sau màn. Lại là phải tìm kiếm chứng cứ ư, chờ các cô tìm được chứng cứ thì chỉ sợ Trương Dương thi cốt cũng lạnh rồi. Lệ Phù nói, ai nói hắn đã chết, vừa mới nhận được tin tức, sóng điện não của hắn sau khi cách 6 tiếng lại xuất hiện rồi. Tình tự của Tang Bối Bối tựa hồ ổn định hơn một chút, cô có nghĩ tới hay không, nếu như cô cả đời đều không tìm thấy cái gọi là chứng cứ. Như vậy thù của Trương Dương có phải không cần báo nữa hay không? Lệ Phù nói, tôi không có tính nhẫn nại tốt như vậy, nếu như trong 7 ngày tìm không ra hung phạm, tôi sẽ từ chức với cô, cùng lắm thì lấy bạo chế bạo, không có chứng cứ cũng phải báo thù. La Tuệ Ninh trong đoạn thời gian gần đây đều ru rú trong nhà, bà ta rất ít chú ý tới chuyện bên ngoài, khi đang viết chữ trong thư phòng thì bảo mẫu vội vàng bước vào, phu nhân, Hạo Nam uống say rồi. La Tuệ Ninh thở dài. Đối với bà ta mà nói thì con trai uống say đã không còn là tin mới, từ sau khi Văn Hạo Nam tạm rời cương vị công tác ở Nam Tích, hắn về nhà, cơ hồ mỗi ngày đều uống say, bởi vì hành vi không lý trí của hắn ở Bình Hải, cũng tạo thành ngăn cách giữa cha và hắn, hiện tại cha con tự hồ không nhìn nhau, quan hệ đã hạ xuống số 0. Nhưng hắn cho dù không nên thân tới mấy thì cũng là con trai mình. La Tuệ Ninh đi ra ngoài, tới phòng khách, nhìn thấy con trai quần áo xộc xệch nằm trên đất. La Tuệ Ninh đi tới, trong lòng thực sự bất hạnh vì thằng chó không nên thân này, nhấc chân đá vào mông hắn mấy cái, đóng cửa rồi, tới lúc về nhà rồi. Lời này thật đúng là linh nghiệm, Văn Hạo Nam mơ mơ màng màng mở mắt, nhìn chung quanh, đóng cửa rồi à. Cho tôi thêm chai nữa, yên tâm, tôi sẽ trả tiền. La Tuệ Ninh ra hiệu cho bảo mẫu đi cầm nước lạnh tới. Văn Hạo Nam không ngờ thực sự móc 200 đồng từ trong túi ra, hữu khí vô lực giơ lên. Nhìn thấy không, tôi trả tiền, cho thêm chai nữa. Bảo mẫu bưng một chậu nước lạnh tới, tựa hồ có chút không đành lòng, La Tuệ Ninh trừng mắt lườm cô ta một cái, tiếp lấy nước lạnh, đang chuẩn bị hắt thì lại nghe Văn Hạo Nam nói, hôm nay, tôi rất cao hứng, cực kỳ cao hứng. Chết rồi, chết thì tốt, ông trời có mắt, cuối cùng cũng mang Trương Dương đi rồi. La Tuệ Ninh ngây ngẩn cả người, những lời này của con trai rốt cuộc là có ý gì? Bà ta giơ chậu nước lên rồi hắt thẳng xuống. Văn Hạo Nam bị hắt nước lạnh, liên tục hắt xì mấy cái, cả người tỉnh táo lại, hắn chớp chớp mắt, lúc này mới biết mình đã về tới nhà,
nhìn mẹ bi phẫn đan sen, trong lòng Văn Hạo Nam không khỏi có chút sợ sợ, nói khẽ, mẹ. La Tuệ Ninh nói, anh vừa rồi nói gì? Anh lặp lại lần nữa xem nào. Văn Hạo Nam nói, con nói gì? Anh nói Trương Dương làm sao? Văn Hạo Nam nói, hắn đã chết rồi, hắn bị người gài bom nổ chết, bệnh viện đã tuyên bố tin tức hắn bị tử vong não. La Tuệ Ninh rầm một tiếng ngã xuống, Văn Hạo Nam sợ đến nỗi hét to gọi mẹ. Lúc này Văn Quốc Quyền vừa hay về nhà, nhìn thấy một màn trước mắt, y không biết vợ vì sao lại ngất xỉu, nghĩ chắc là do con trai, tức giận đến nỗi tát cho Văn Hạo Nam một cái, thằng khốn nạn, mày trừ chọc tức mẹ mày ra thì còn có bản sự gì nữa. Văn Hạo Nam ôm mặt, vô cùng ủy khuất, mẹ ngất xỉu không liên quan tới con, là mẹ biết Trương Dương chết, cho nên mới. Nói còn chưa dứt lời Văn Quốc Quyền lại tát cho hắn thêm một cái, thằng khốn nạn, tao bảo mày thế nào. Chuyện này nhất định phải giấu mẹ mày, mày vì sao không nghe? Khi La Tuệ Ninh tỉnh lại, phát hiện đang nằm trên giường, chồng thì an vị bên cạnh mình, con trai đầu đứng trước giường. Văn Quốc Quyền cầm tay vợ, quan tâm nói, Tuệ Ninh, tỉnh rồi à? La Tuệ Ninh không nói gì, đẩy tay y ra, muốn xuống giường. Văn Quốc Quyền vội vàng đỡ lấy vai bà ta, Tuệ Ninh, em vừa ngất, thân thể vẫn chưa khôi phục. La Tuệ Ninh nói, tôi phải tới Đông Giang. Tôi phải đi thăm con trai. Văn Hạo Nam kêu một tiếng, mẹ. La Tuệ Ninh quật cường đi xuống, bà ta lắc đầu, mày không phải con tao. Mẹ đừng dọa con đáp ứng mẹ, con sau này không bao giờ uống rượu nữa. Văn Quốc Quyền tiến lên ngăn vợ lại, Tuệ Ninh, em đừng gấp, anh sở dĩ không nói với em chuyện của Trương Dương là vì anh lo em không chịu nổi đả kích, anh đã phái thư ký đặc biệt tới. La Tuệ Ninh hầm hầm nhìn chồng, Văn Quốc Quyền. Làm hay quá nhỉ, rất quan phương, tiếp theo có phải là bảo người ta giúp anh tặng vòng hoa, trên vòng hoa có cần viết tên của chúng ta không? Văn Quốc Quyền không biết đáp lại thế nào. La Tuệ Ninh nói, người sống trên đời không chỉ là vì quyền lực và chính trị, anh còn có gia đình, anh còn có con cái, đừng lấy công tác bận rộn ra mà lấy cớ, anh để tay lên ngực tự hỏi, anh có còn quan tâm tới gia đình này như trước kia hay không? Ngoài công tác ra, anh chịu bỏ ra bao nhiêu thời gian để nói chuyện với vợ con? Quan tâm sự trưởng thành của bọn nhỏ. Dạy bảo chúng cái gì gọi là chính đạo nhân gian. Văn Quốc Quyền không ngờ vợ trước giờ luôn ôn nhu như nước khi bùng nổ lại giống như một con sư tử phẫn nộ. La Tuệ Ninh lắc đầu, trong mắt người khác, anh là một người thành công cao cao tại thượng, nhưng hôm nay tôi đã hiểu. Anh rất thất bại, tôi không tin anh không hiểu địa vị của Trương Dương trong lòng tôi. Nó là con nuôi của chúng ta, nếu như là con trai ruột xảy ra chuyện, anh liệu có bảo thư ký đi một chuyến hay không? Anh sẽ không. Văn Quốc Quyền nói, Tuệ Ninh, anh có công tác, đây không phải là lấy cớ, anh không thể bỏ quốc gia đại sự đi bôn ba vì chuyện của gia đình. La Tuệ Ninh nói, vậy thì con trai anh cũng vậy thôi, đây mới là căn nguyên thất bại của anh là người thì phải có tình cảm. Sẽ có hỉ nộ ái ố, sẽ có khuyết điểm, những khuyết điểm này cũng không đáng sợ, chính là những khuyết điểm này mới thực sự thể hiện ánh sáng của nhân tính, đạo lý lớn thì anh hiểu nhiều hơn tôi. Nhưng đạo lý đơn giản nhất anh ngược lại không hiểu, anh là người, không phải máy móc, một cái ấy chỉ biết vận chuyển theo trình tự chính trị. Nội tâm của Văn Quốc Quyền bị những lời này của vợ hung hăng đánh trúng, khóe môi y run run. Sau đó lựa chọn lui ra sau. Trong trí nhớ của Văn Hạo Nam, cha mẹ chưa bao giờ xung đột kịch liệt như hôm nay, mà nguyên nhân xung đột tựa hồ không phải là vì mình, mà là vì Trương Dương, hắn bỗng nhiên nhớ tới lời nói mới rồi của mẹ, mày không phải con tao. Văn Hạo Nam bỗng nhiên có một loại xung động muốn khóc, tựa như một đứa nhỏ bị vứt bỏ, cảm thấy mình rất cô độc, rất bất lực. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 252.